Bát nhã nghĩa là trí tuệ, ba la mật nghĩa là viên mãn, là rốt ráo, là cứu cánh. Tiếng Anh thì một chữ đơn giản thôi là perfectly. Cái gì mà nó perfect, nó hoàn hảo thì cái đó gọi là ba la mật. Thí dụ mình nhẫn tới chỗ hoàn hảo là nhẫn ba la mật. Mình cho đến cái chỗ hoàn hảo, sao gọi là cho hoàn hảo? Mình có của mình cho, sẵn có người xin mình cho, trong lúc đó mình được khả năng mình cho, không có vướng bận, không có nghĩ là mình là người ơn, người kia là kẻ mang ơn, đây là của mình cho, thì cái tâm mình nó rỗng rang khi mình bố thí như vậy đó, gọi là perfect. Thì ở đây cái cách tu của mình đó, là mình tu làm sao đến cái chỗ ba la mật. Thí dụ như bây giờ người ta có, người ta xin mình 1000 đồng, mình không có 1000, mình cho, mình cho có 10 đồng à. Nói vậy đâu phải perfect. Không phải vậy. Khả năng của mình 10 đồng mà mình cho trong khả năng của mình, mà bằng tất cả tình thương của mình, cái vật là một chuyện rồi, mà luôn cả khi mình làm cái việc đó có cả tình thương, thì cái việc làm đó dù 10 đồng nhưng mà cũng perfect. Rồi mình không có kể á, mai mốt mà người đó có làm gì mình buồn phiền là mình không có nhắc á, nhớ không? Tôi ở đó không có, tôi là anh chết rồi. Thí dụ vậy đó, thì 10 đồng đó mình nhắc tới 10 năm sau, 20 năm sau mà hỏi nhiêu 10 đồng thì cái đó không phải là perfect. Cho mình làm cái việc gì cho ai mà mình làm bằng tất cả tình thương và khả năng của mình trong lúc đó là perfect, là trọn vẹn. Chứ không phải là người ta xin 1000 mình phải cho 1000 mới kêu là ba la mật đâu, mà mình cho bằng tất cả khả năng và tấm lòng của mình. Thì ở đây á, cái người có trí thì nói về cái trí, mà trí cũng đến cái chỗ viên mãn. Làm sao để mình có chỗ gọi là mình viên mãn được? Từ suy nghĩ những cái gì mình nghe, mình nghe rồi mình suy nghĩ rồi mình tu tập, thì như vậy cũng gọi là bát nhã ba la mật. Tại sao? Những gì mình nghe, nghe cho rõ ràng, suy nghĩ cho chín chắn, rồi việc làm đó mình làm cho nó trọn vẹn, thì người làm như vậy khi người ta nói ra điều gì mình có cách mình nói lại hết. Tại vì mình suy nghĩ chín chắn trước khi mình làm, khi mình nghĩ kỹ trước khi mình nói. Cho nên cái người mà có trí là căn cứ trên 3 điều: 1 là phải nghe, 2 là phải suy nghĩ, 3 là phải hành trì. Thì ở đây á, Đức Phật nói á, thành tựu công đức của trí tuệ. Làm sao bây giờ bây giờ mình thực tập trí tuệ rồi, bây giờ công đức của trí tuệ là gì? Nghĩa là cái kết quả của trí tuệ đó là gì? Người mà có trí tuệ thì họ thể hiện cái gì để thấy rằng bao nhiêu năm họ chịu khó, họ tu tập, họ học hỏi, bây giờ đây là công đức của họ đó. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Pháp Hòa ví dụ như mình đi đến một cái nơi đó, một cái chùa đó, một cái đạo tràng đó, mình thấy là 10 năm trước mình đến và sau 10 năm mình trở lại, mình thấy quá chừng những sự thành tựu. Thì mình mới nói là sao? Thưa đại chúng, hôm nay quý vị nhìn cái ngôi chùa này được như thế này, đây là tất cả những công đức suốt 10 năm của thầy trụ trì, của quần chúng Phật tử ở đây. Vì cái công đức đó là gì? Cái quả mà chúng ta đã đầu tư vô đó. Cho nên khi mà chúng ta làm việc gì đó, nó cũng đều có công đức hết á. Và cái công đức đó là cái kết quả mà chúng ta đã làm cái việc đó. Ví dụ bây giờ mình ngồi thiền lâu ngày, bắt đầu mặt mày mình nó tươi nhuận ra, tâm tánh mình có thay đổi, không có còn giận dữ dễ dàng. Nhớ 4 chữ ha: giận dữ dễ dàng. Tại vì mình thường dễ dàng giận dữ. Thí dụ như ta nói là tha thứ thì thông thả. Đó, tha thứ thì thông thả, thư thái. Cái đó là cái công đức. Mình nhìn cái người đó, trời sao bây giờ thấy ông đi sao thấy nó thông dong quá. Đó là công đức của quán chiếu. Quán chiếu gì? Vô thường. Quán chiếu vô thường, không có gì
Hồi sáng này có một vị mới nói, bây giờ con muốn thưa là, người ta thường hay nói gì nè, đời là vô thường, chết không có mang theo được gì, làm chi cho nhiều. Người ta hay nói vậy đó. Giờ cái câu đó thầy nghĩ được không? Phá Hòa nói cái ý nói thì có tốt á, nhưng mà không khéo á, cái câu đó trở thành ra cái gì? Cái gọi là tiêu cực. Nếu nói đúng mà nói vậy nè, đời là vô thường, chết không mang theo được gì, cho nên chúng ta phải cố gắng làm những gì chúng ta có thể, và làm mà không dính mắc. Vì mình biết rõ ràng mình không đem theo được gì, nhưng mà không có nghĩa vậy rồi chúng ta không làm gì. Ai cũng nghĩ như mình thì ai làm gì đâu. Ví dụ mình nghĩ đi, thôi con ơi, chết cũng không theo được gì, học chi con. Chết không đem theo được gì, để dành tiền chi con. Đâu có phải. Dù biết rằng chết không mang được gì, nhưng mà trong khi chúng ta còn sống, chúng ta cần những gì thì chúng ta làm, nhưng mà làm không có dính. Buông bỏ nhẹ nhàng, không có dính. Đó là người có trí. Và người đó đó, cái nhìn vô họ, trời ơi sao mà ổng đi ngoại nhẹ nhàng không dính mắc. Công đức của người quán vô thường và đã có tu tập trong khi làm việc. Bây giờ có nhiều vị nó đời là vô thường, chết không mang được gì, thôi bây giờ xài xả láng. Rồi cũng có những người đó, thôi chết không mang được gì, có bao nhiêu làm phước làm thiện bấy nhiêu. Quý vị thấy ông Bill Gates chia tài sản không? Những tỷ phú giờ người ta chuẩn bị ta chia hết, tại vì ta biết làm sao. Nhưng mà nếu mấy ông nghĩ thôi tôi làm cực thì chúng ăn hết tôi làm chi? Không, vẫn tích cực làm việc. Cái gì mình có khả năng mình làm được, mình thu nhận được, mình phải làm. Phá Hòa tâm sự với ông kiến trúc sư, trên đường ông chở Phá Hòa ra Tây Thiên, Phá Hòa nói chuyện với ông. Tôi nói thật với ông, tôi cũng không biết là sao đời tôi rồi, ai là người tiếp nối và được bao nhiêu tôi không biết. Nhưng mà nếu tôi nghĩ bi quan, thôi làm ra rồi ai giữ ai coi, thì tôi sẽ buông, tôi không làm gì hết. Rồi cuối cùng ví dụ như tôi sống được 60 tuổi thì tôi sẽ phí đời tôi 60 năm. Tại vì mấy chục năm nay tôi sống tôi không làm gì hết, tại tôi cứ nghĩ làm gì rồi ai coi, ai ngó, ai dòm, thì cuối cùng tôi không làm. Giờ ngàn người nghĩ như vậy thì thế giới này không có gì xong hết á. Cuộc đời này không có cái gì để cho ai hưởng gì hết á. Quý vị thấy Nam Ấn á, ai mà đi Ấn Độ là đi, mình đi thánh tích là mới có Bắc Ấn rồi nha. Nam Ấn á là cái nơi không phải là Đức Phật đã từng xuất hiện đó, nhưng mà chư tăng đi lên trên cái vùng đó, đi vào những cái hang núi, đục núi, lập tu viện, lập chùa. Sau 1000 mấy trăm năm Phật giáo bị tiêu diệt, thế kỷ thứ 12 là nguyên cái vùng đó coi như là bị cỏ, bị cây rừng nó che lấp, không ai biết bên trong đám rừng đó là một ngôi tu viện đồ sộ của Phật giáo. Khi mà nước Ấn Độ bị nước Anh cai trị, thì có một ông đại tướng, ông bắn một con thỏ, ông rượt một con thỏ và con thỏ nó phóc vô trong cái khu rừng đó, ông rượt theo. Khi mà ông vô trong đó, ông mới tá hỏa rằng ở phía sau đám rừng này là một kỳ quan. Bắt đầu mới khai quật lên, và bây giờ trở thành ra một cái điểm thánh tích của Phật giáo để cho mọi người tới tham bái. Cái trụ mà ông vua A Dục ông xây lên khi mà ông hiểu đạo rồi đó. Quý vị biết vua A Dục đó là ông tương đương với Tần Thủy Hoàng đó. Ở bên Ấn Độ là có A Dục vương, còn bên Trung Quốc là người ta có Tần Thủy Hoàng, nghĩa là thống nhất Trung Hoa, thì ông vua A Dục này là thống nhất Ấn Độ. Ác lắm. Nhưng mà tại vì xưa giờ là nhất hướng công thành vạn quốc khô mà. Một người mà thành tựu được cái ngôi vị của mình thì cả vạn cái xác phải nằm xuống chứ, phải vạn người phải nằm xuống. Khi mà ông tỉnh ngộ rồi do lời dạy của Phật, ông phát tâm đi tham bái thánh tích.
xây dựng 84.000 cái tháp lớn nhỏ khắp nước Ấn Độ để biểu thị cho 84.000 pháp môn của Đức Phật. Đi đến những thách tích, dựng cái trụ cột lên, ghi những cái tiếng, xác định. Có một số nơi Hồi giáo tới đập những cái cột đó, những cái trụ đá đó gãy nằm ngay đó. Có những cái trụ đá còn nguyên. Vậy mà bây giờ cái trụ đó hồi xưa nó thường thôi, nó là cái trụ ghi dấu kỷ niệm vậy mà. Mà giờ ai tới thánh tích cũng tới cây trụ đó lại hết. Ví dụ bây giờ mình đến Lâm Tỳ Ni á, là tất cả đều tập hợp ở chỗ cây trụ của vua A Dục, cây trụ đá của vua A Dục Vương để làm lễ. Còn không thì đến cái cây bên bờ hồ mà Hoàng hậu Maya tắm khi hạ sanh xong. Còn ở trong cái chỗ mà ngay cái chỗ mà người ta đã khảo sát và người ta xác định đây là Đức Phật đã từng đứng đây lúc Ngài đản sanh đó. Bây giờ người ta che lại, người ta đâu có cho mình tới, đi vòng thăm thôi chứ đâu có vô làm lễ gì được. Muốn làm lễ là làm lễ bên ngoài hết. Và nói ví dụ vậy đó. Cho nên cái công đức là gì? Là mình nhìn vô cái quả của cái người đó. Nói đó, đây là công đức của anh. Hôm qua qua chập chị Hoàng á, chị nó ngộ lắm thầy ơi. Mỗi lần mà sắp sửa khóa tu là con bị nghỉ việc à. Tiệm ế quá cho chị nghỉ. Nhưng mà hễ mà chị đi lên chị phụ xong một khóa tu về là đắt, kêu chị không kịp mà nó đó, công đức. Là mình đi công quả về có công đức. Ở đây có nhiều em học mà học xong nha, học ra trường đại học rồi đi tìm việc hoài không ra. Pháp Hòa nói bây giờ con đừng có chờ đến khi nào mà con lượm được cái job đúng ý mình rồi con mới đi làm, trong khi đó là đói chết. Bây giờ con chạy visa cũng được, con làm cái gì cũng được, ít nhất con có tiền đổ xăng, con không cần phải xin cha mẹ một đồng nào đỡ đồng đó. Rồi bên cạnh đó đó, con lên chùa con làm công quả đi. Mà đứa nào thấy cũng kết quả đó, nó lên nó làm công quả thời gian là có job hết. Cái này không phải quảng cáo nha. Không phải nói vậy rồi ngày mai ai lên công quả. Thật sự ra cái gì mình làm nó đều có cái công đức hết. Thì thường thường mình nhìn vô cái người đó mình nói trời ơi, tôi giờ đỡ lắm chị. Giờ lúc này mấy đứa nhỏ nó lớn, nó đi làm công ăn việc làm tốt lắm, mỗi tháng nó còn phụ tôi được, nó có hiếu thảo. Nếu mình nói theo thế gian á, đó là chị bây giờ chị được hưởng rồi đó. Những cái gì mà chị đầu tư cho con cháu chị bây giờ được hưởng, thì nói theo Phật giáo là gì? Công đức. Người mà bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, người mà tối chịu khó dùi mài kinh điển thì làm gì cũng có công đức của trí tuệ. Chịu khó học hỏi, mình biết mình dở thì mình học kỹ một chút. Không, mấy đứa mà nào mà nó dở đó ha, nó về nhà nó rị mỏ muốn chết. Còn đứa nào mà nó biết nó giỏi rồi làm ngay trong trường luôn, về chẳng thấy nó học bài, vậy mà nó điểm cao. Vì gì? Nó giỏi. Còn cái đứa nó dở nó tự nó biết. Thành thử quý vị biết không, có nhiều người mà ta lấy được cái bằng cấp, ta nói trời ơi đây là mồ hôi nước mắt của tôi đó, bao nhiêu năm trời tôi khổ lượm được tờ giấy. 4 năm 6 năm gì đó. Thì Pháp Hòa xin thưa là công đức là vậy, tức là cái quả mà chúng ta đã thành tựu được. Cho nên cái đó nó đòi hỏi ở cái chỗ tu tập. Công đức là vậy. Cho nên ở chùa mình để cái thùng phước xương. Để chúng nhớ chữ phước xương không? Xương là cái thùng. Xương là cái thùng. Người Bắc kêu là hòm. Người Bắc gọi là cái hòm. Hòm công đức. Có nhiều chùa ngoài Bắc ghi rõ luôn vậy nghe. Hòm công đức. Thì cái chữ hòm đó đó nghĩa của chữ xương đó. Phước xương là cái thùng công đức. Có nhiều chùa ghi tiếng Việt luôn, thùng công đức. Có nhiều ghi hòm công đức. Nhưng ghi hòm, ghi thùng gì nghe. Mình ghi chữ công đức có cái lỗ ngay đó ta biết. Thì bây giờ công đức là gì? Anh có khả năng nhiều, anh phát tâm, anh cúng của đó, đều có công đức hết. Vì bừng từ cái tâm thành của anh. Cho nên cái người mà Phật tử đó, bây giờ mà mình đi chùa mình có được kết quả lợi lạc, bây giờ cái tâm, bây giờ mình muốn biết mình có công đức của tu tập không á, muốn biết mình có không á, thì khi nào mình đụng chuyện mình thử cái phản ứng mình sao.
cái mặt mình nó có rần rần lên không? Mắt mình nó có trận trắng trận tròng lên mình nói chuyện không? Nó biểu lộ công đức hết. Thật ra ở đây nè, thành tựu công đức của trí tuệ. Người có trí tuệ, đây là công đức của họ đây. Một, thiện nam tử, người có trí cầu được 10 lực. Cái này mình học rồi nha. Nếu mà quý vị nào muốn biết thì về mở lại cái bài giảng trí lực của Như Lai. Cái này tiếng Hán gọi là thập lực. Thập lực là gì? Là 10 cái năng lực của một Đức Phật. Thí dụ mình nói năng lực thứ nhất là đạo lý. Mình nhìn biết sự vật này đạo lý như thế nào, đạo lý như thế nào mình biết. Đó là một cái năng lực thứ nhất. Cái năng lực thứ hai là biết được nghiệp báo. Cái người mà ta biết được nghiệp báo, ta nhìn gì ta biết, ta nói. Thì đây nói không có nghĩa là mình có thần thông mình thấy được, nhưng mà mình đã là người có hiểu biết là mình biết cái gì nó cũng có cái nhân cái quả của nó, chứ không có cái gì nó tự nhiên hết trơn. Trời ơi trời, tôi có chọc ghẹo gì nó đâu, tự nhiên lại nó kiếm chuyện với tôi à. Tại vì anh mới nhìn có một tuần lễ nên anh không chọc ghẹo nó, mà anh quên 3 năm trước anh chọc nó. Nó tìm cách nó quật anh hoài mà chưa có. Cho nên cái trí lực thứ hai là biết được tam thế nhân quả. Còn cái trí lực thứ nhất là nhìn mọi cái đạo lý, biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh. Phá hoài ví dụ vậy nè, mình thấy người ta cầm chuỗi ta niệm Phật. Cái người mà người ta thấy được cái đạo lý đó, đấy, lần chuỗi là một cái phương tiện mà, biết liền. Đây là phương tiện giúp cho mình định tâm nha. Đây là phương tiện giúp định tâm. Tâm mình chưa định, lấy sâu chuỗi ra lần. Nhưng mà mình biết rằng sâu chuỗi là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh. Cứu cánh là gì? Cứu cánh là absolutely, là như vậy, là cái chỗ không có cần phải mượn phương tiện gì hết. Nhưng mà cuộc sống này cần có phương tiện. Quý vị thấy cái thầy đó mới vừa 4 năm trước, 5 năm trước còn là sa di. Đúng 5 năm rồi học hành rồi đàng hoàng rồi đi thọ giới về cái mình gọi bằng thầy. Thì mình biết rằng cái đạo lý là vì sao? Vì mình gọi thầy á, không phải là mình gọi chữ thầy đó không có nghĩa là mình hạ mình với ông đó. Mình tại sao mình lớn hơn đó mình kêu ông bằng thầy? Mà cái chữ thầy ở đây mình muốn gọi là để nhắc nhở cho cái vị đó đúng cái vị trí của thầy. Và hơn nữa khi tôi gọi như vậy là thầy biết nha, thầy đang ở một cái bậc mà người ta kính trọng, thì thầy phải giữ đúng cái nếp để cho thầy đúng xứng cái danh mà thầy được gọi. Cái đạo lý nó là vậy. Trên nguyên tắc á, kinh chỉ là một quyển sách thôi mà. Nếu mình nói cho cùng tận, nó là một cuốn sách chữ nghĩa đây nè. Nhưng mà tại sao mình để trên đầu mình kính trọng gì đây là quyển kinh? Cái đạo lý là người, cái gì mà nó chứa chữ nghĩa của các bậc thánh hiền dạy cho mình hướng thượng hướng thiện thì gọi là mình trọng. Trọng để làm gì? Vì có trọng thì mới có giữ, có giữ mới có cơ hội đọc rồi nghiên cứu rồi hiểu biết. Ôi ba cái sách vở này chữ nghĩa không, dục thùng rác, mai mốt cần kiếm không ra. Nhờ mình quý trọng mình giữ cho nên mai mốt cần có. Cho nên đạo lý là vậy. Cho nên cái năng lực của một cái bậc trí là người ta nhìn người ta biết. Tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực. Nghĩa là trí lực biết tất cả các cái tam muội. Tam muội là gì? Chánh định. Ví dụ như có một cái người đó, người ta quán vô thường. Người ta quán vô thường đến mức độ á, là tâm của người ta thấm nhập cái đạo lý vô thường, mà tất cả các pháp người ta nhìn xung quanh, người ta thấy không có gì mà đủ khả năng làm khổ người ta hết á.
người đó chứng được cái tam muội của, gọi là gì, như huyễn tam muội, nghĩa là có được cái chánh định nhìn các pháp tạm bợ hết. Người ta không có bỏ nha, người ta không có phê bình, người ta không có dục nó, người ta không có quăng nó, người ta không có coi thường nó, người ta vẫn dùng, vẫn quý nó hết á, nhưng mà người ta không dính gì hết trơn. Ví dụ bây giờ mình thấy cái bình hoa này mình thích quá chừng luôn, ai đi ngang quẹt nó bể một cái, mình nổi mặt thổng ấy gì nhưng mà cũng hơi bực. Vô ý vô tứ ẩu tả thế này thế kia, nhưng mà cái người mà ta thấy biết vậy đâu, ta không có phiền muộn gì hết đó, vô thường. Quý vị biết không, khóa tu cũng vậy, nhiều khi đang ngồi vậy nè, ở sao là một cái rốn chén bể trơn. Nếu mà Pháp Hòa xoay qua nữa đó, Pháp Hòa làm cho cái người làm bể ta ngại lắm. Pháp Hòa tỉnh bơ, Pháp Hòa ngó luôn, mình ngó qua người ta ngại lắm. Và Pháp Hòa còn đùa một câu để cho người ta nhẹ xuống liền: không sao không sao, hoa khai phú quý. Theo người Hoa đó, chén dĩa mà bể á là người ta nói một câu chúc lành lên. Nghe chén dĩa bể là nói một câu lành lên liền: hoa khai phú quý, tức là hoa nở là có sự phú quý. Nói một câu lành để làm chi? Pháp Hòa thì quan niệm là người ta đang làm lỗi rồi, ta biết rồi, ta hết hồn rồi, giờ mình xoay qua nữa mình làm cho người ta cảm giác khó chịu lắm. Cho nên Pháp Hòa không có ngó lại, rồi mình nói một câu để cho làm người ta nhẹ: hoa khai phú quý. Thì cái người có trí là người ta ứng xử. Mình không dám nói là mình, dĩ nhiên là mình, cái mình tu rồi cũng phải có trí chứ, không phải là đại trí thì cũng tiểu trí. Chứ nếu mà tu càng vô trí thì chết rồi. Học Phật nghe pháp thì phải mở mang cái trí mình lên. Thở đây Pháp Hòa đưa một cái ví dài, cái ví dụ vậy. Quý vị muốn biết 10 cái trí này là gì, về mở bài giảng khác lên nghe. Có một cái bài mà nói về cái này rồi, là trí lực của Như Lai, 10 cái năng lực trí tuệ của Đức Phật. Thì trong này nói người có trí cầu được 10 lực, có được 10 cái lực. Thứ hai là người đó có gì? Người đó có được cái tứ vô sở úy, tức là 4 điều không sợ hãi. Cái này Pháp Hòa cũng nói rồi. Thí dụ, một cái ví dụ, Đức Phật là người biết khổ và có phương pháp giải khổ, không sợ. Thôi bây giờ Pháp Hòa ví dụ về đi. Mình là người biết chữa bệnh, mình nghe người ta nói người ta bệnh vậy á, bình an lắm. Trời đây, trời ơi, tôi biết rồi, cái bệnh này tôi biết, tôi chữa được hết á. Tại sao? Tại vì mình biết bệnh và biết cách chữa bệnh. Đức Phật cũng thế, biết phiền não và cách đối trị phiền não, cho nên Ngài có cái đức không sợ. Không sợ phiền não vì mình biết. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng á, có một bác Phật tử nói: thầy ơi, tụi con á, tu muốn cầu vãng sanh tịnh độ, mà sao ở Ta Bà này phiền não quá, thầy chỉ cho con làm sao hết phiền não. Pháp Hòa nói: bác, tại sao bác muốn sanh tịnh độ bác biết không? Tại vì cõi đời này khổ, cõi đời này khổ, mình thấy cõi đời này khổ cho nên mình muốn cầu về cực lạc. Thành thử ra nhớ nha, khổ nhiều nào thì cái tâm phát nguyện vãng sanh mình mạnh chừng nãy. Còn nếu cõi đời này mà không khổ, sức mấy mà chịu tu. Thôi giờ đừng nói chi hết nha. Cái mỏ mà mình thích nhất, mình tụng kinh, cái tiếng nghe nó hay nhất, người ta xin nó dám cho không? Nhiều khi còn chưa dám cho, mình nói một cái nhỏ mà dính mắt thôi. Chứ đừng có nói, cho nên á, đừng có sợ cõi đời này phiền não, vì chính phiền não chừng nào, khổ đau chừng nào thì nguyện mà mình cầu về cõi Phật thì lại càng lớn chừng nấy. Có nhiều người, có nhiều Phật tử khổ chồng, khổ con, khổ anh em, khổ gia đình, đủ thứ khổ hết. Cho nên người đó mới nói: bây giờ
con quyết chí là không có muốn, nghĩa là sợ lắm, sợ nhân quả, thì chỉ muốn làm sao ráng tu tập để khi bỏ, xả bỏ cõi ta bà này, đi về cái cảnh giới an lành của chư Phật. Pháp Hòa thì nghĩ khác, Pháp Hòa thì tu tập khác chút. Ngay cái cảnh khổ của mình chính là cái đối tượng cho mình chuyển hóa, thì chính chỗ đó là cái cõi đối tượng để mình tu, đối tượng tịnh độ. Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, khi người ta hỏi á, khi người ta hỏi quý vị á, tịnh độ của Phật Di Đà là Tây Phương Cực Lạc, tịnh độ của Phật Dược Sư là gì? Đông là gì? Đông Phương Thế Giới, phải không? Tịnh Lưu Ly Thế Giới. Vậy thì giờ tịnh độ của Phật Thích Ca là ở đâu? Ở đâu? Ta bà. Tại sao biết không? Đâu có đường nào khác, đâu nói khác hơn được. Ở ta bà rồi, giờ phải nhận cõi ta bà làm tịnh độ của mình chứ. Nếu mà Đức Phật Thích Ca nói không, cõi này không phải của tôi, cõi chỗ khác, ông ở đây, ông nói đi đâu? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ mình gặp một cái bà xã, ông xã mà tối ngày làm khổ mình hoài, lãi nhãi hoài, trời, tịnh độ của tôi là đây. Bây giờ ông nói vậy ông đâu có vui nổi. Cho nên tất cả cái gì, chính cái chỗ đó là tịnh độ. Tại sao? Vì người có trí quán vậy đó, chẳng có sợ. Cho nên cái câu mà lấy bệnh khổ làm thuốc thần đó, có ai nhớ câu đó không? Ai nhớ câu đó nằm ở đâu? Mười điều tâm niệm. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Nhớ không? Thi ân đừng mong cầu báo, vì thi ân cầu báo là thi ân có mưu đồ. Thế nên Đức Như Lai lập ra lấy bệnh khổ làm thuốc thân, làm thuốc thần, lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả bỏ làm vinh hoa. Tại vì người ta vinh hoa là người ta giàu có, còn mình giàu có là gì? Khi tâm mình buông xả được. Tâm mà mình buông xả được là người giàu có đệ nhất. Tại vì sao? Tại vì chính mình biết mình giàu có, cho nên không có gì mình giữ. Không giữ bất cứ một cái của. Nói như vậy không có nghĩa là mình đem dục rác hết, không phải vậy. Nhưng mà lỡ nó có mất, nó thất thoát là mình biết. Ông bà người Việt Nam mình còn có một câu là một đời ta ba đời nó mà. Hôm rồi mấy thầy mới cần đi chợ, Pháp Hòa mới chở đi. Mấy thầy vô mua này mua kia mà đi hai ba chợ luôn. Kêu Pháp Hòa qua, nó không, Pháp Hòa không cần gì mua. Mấy thầy đi ra cửa nói ai mà đi chợ với ông thầy này, mấy tiệm nó dẹp hết. Đâu phải là mình không cần, không mua, mà tại vì mình không có cái nhu cầu mua gì nữa thì mua làm gì. Cái gì mình cần mình mới mua. Như vậy đó. Chứ không phải nhu cầu mình cần mua là kêu tham nha, không phải. Đó, như nãy thí dụ Pháp Hòa không cần gì hết mà thấy người ta mua ham vui mua theo đó, cái đó tham đó. Cái đó là ham nè, đẹp, ham ham rẻ gì mua mà không cần không mua. Còn các vị nào người ta cần, người ta nhu cầu người ta mua. Mình cầu nhu cầu mà mua thì không gọi là tham. Cho nên mới 10 điều tâm niệm hay lắm. Quý vị không cần nhớ mấy câu trên, nhớ 10 câu gọn ở dưới cũng được. Lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Đạo hạnh của mình có hay không là ngay chỗ oan ức. Mình đã thưa, mình đã nói rồi mà vẫn cứ khư khư gán cho mình một cái tội đó thì mình đâu cần như nó nữa. Đủ rồi, tôi làm việc bổn, tôi làm việc của tôi. Nghĩa là những gì tôi cần nói tôi đã nói rồi. Còn anh đã biết anh sai, nhưng mà tại anh cố tình anh bào chữa cho cái sai anh, thì cái đó không lẽ giờ tôi cứ ăn cơm rồi no rồi tôi cứ đi cãi với anh thôi. Rồi. Cho quý vị nên tìm cái câu đó học. Nó thường thường mấy cái 10 điều tâm niệm hay in phía sau cuốn sách lắm. Thường thường mấy cuốn kinh cuốn sách hay in phía sau 10 điều tâm niệm. Nhưng mà thường thường ta hay ghi một là 10 công đức in kinh ấn tống, hoặc là 10 điều tâm niệm. Hồi đó Pháp Hòa hay in cái bản đó để dưới lầu ép plastic đàng hoàng.
Quý vị nào thích thì đem tấm về nhà để học, hay lắm. 10 điều tâm niệm. Thì ở trong này cũng vậy, tại sao mình có được cái bốn vô sở úy là vì mình thấy được, mình thấy được các cái chướng duyên của nó và các cái pháp nào. Bây giờ ví dụ nha, ngồi trong này á, anh bây giờ Pháp Hòa nói anh Minh ơi, Pháp Hòa muốn thay cái bóng đèn, đối với anh chuyện dễ ợt, cái chuyện của anh mà, anh nhìn cái anh đã biết bệnh gì liền. Giống như mình mà bị mình bị mà trật lân gân trật xương gì, đưa ông thầy ông rờ rồi là ông biết mình bị gì. Thì nhà nghề nào có nghề đó. Pháp Hòa mà chỉ cần đi ngang nghe cái chú đó thỉnh mỏ là ông biết thỉnh trật nghiệp, tại nghề của mình mà. Nghề của mình mà. Mà con mắt Pháp Hòa mà ai mà bây giờ cả ngàn giới tử nha, người nào mà lật đật mà đắp y mà không bảo trạng mà nhìn qua cũng biết. Đi ngang mà nói đi vô mặc áo tràng đi, tự nhiên mặc áo nhìn là ôi trời ơi, mặc bộ đồ ngắn quấn y lên. Có nhiều vị là tới giờ đắp y rồi đắp ngược, rồi cuối cùng biết làm sao cho nó rơi rớt một lông, chéo tấm y lên đại cho nó phủ người được rồi. Mình đi ngang mình nhìn mình biết liền, tại nghề của mình. Cho cái người mà biết được cái đó rồi không có gì khó hết. Cho nên người có trí, người ta thấy người ta không có. Thí dụ như giờ mình thấy vô thường nè, mình thấy nhân quả nè, mấy cái đó là cái giúp cho mình giải si mê hết. Cho nên trong tham sân si có cái thứ ba đó, người muốn hết sân si là người muốn hết si mê làm cái gì? Quán nhân duyên trí tuệ, quán nhân quả, quán nhân duyên là hết mê lầm. Bây giờ duyên không đủ, có miễn cưỡng cũng đâu có được. Nhân nó chưa đủ thì có muốn có quả cũng đâu được. Mười lực, bốn vô sở úy, ba niệm đại bi, thân miệng ý của mình. Thưa đại chúng, nhiều khi mình từ bi được cái miệng mà không từ bi được cái ý. Trong cái ý mình nó khác, cái miệng mình nó khác. Cho nên phải làm sao từ bi ở thân, ở khẩu, ở ý. Nhiều khi cái miệng mình không có ác, mà cái hành động mình nó nhìn nó dữ quá đi. Cho nên thiếu từ bi ở cái behave, cái action. Cho nên ở trong cái cảnh giới nhân quả đó, cái người nào mà dễ giận rồi hay la hét đó, rất là dễ giận, mà mỗi lần giận lên là la hét đó, là nó chiêu mà. Thì cái quả của cái người mà hay sống bằng cái tâm niệm đó, cái cách sống đó là gì? Atula. Còn nếu tệ nữa đó là gì? Là cái cảnh giới của quỷ dữ. Đó là tệ. Có nhiều người người ta hét, người ta nói bậy vậy đó, nhưng mà cái tâm người ta không làm, nói thôi, nói cái miệng thôi. Thì các vị này dễ sanh vô Atula. Còn nếu mà người nào mà hành động luôn với cái lời nói mình thì thấp hơn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Atula thì cái phước họ lớn hơn người mà họ thấp hơn trời. Đang vui vẻ vậy đó, một cái gì nhỏ thôi mình có thể nổi giận được. Đó, tự nhiên mình biến cái giây phút vui vẻ của mình giờ trở thành ra cái không vui vẻ. Thường gần Đức Phật và đệ tử Phật. Bây giờ mình không gần Phật được, gần đệ tử Phật. Nhưng mà quý vị biết không, phải là đệ tử Phật nha. Mà giờ đệ tử Phật cũng có nhiều dạng lắm. Ở trong kinh nói có ba dạng đệ tử Phật, gọi là tam phẩm đệ tử. Quý vị nghe bài này chưa? Chưa phải không? Về kiếm bài đó nghe. Pháp Hòa giảng rồi. Ba phẩm đệ tử gọi là tam phẩm đệ tử. Thời đại không có Phật Pháp, ưa theo bên ngoại đạo, xuất gia tu học, tuy ở trong tà đạo, đâu thích cầu chánh tính. Có nhiều khi, có nhiều vị người ta ở trong cái hoàn cảnh là người ta không gặp được chánh pháp. Ta lỡ ta rớt vô
Nhưng mà cuối cùng người ta tìm, trong đầu người ta luôn luôn tìm cầu. Thì cái chuyện này cũng 20 năm rồi, giờ không còn mới kể. Thì có một cái cô đó, cổ mới tâm sự, thì cổ nương mình cổ tu học 20 năm trước. Thì có một hôm cô về Việt Nam á, khi mà cô thất bại chuyện gia đình, cô buồn quá, cô về Việt Nam. Thì bạn dụ, bạn nói bà đó, bởi vì gia đình bà đổ vỡ tại bà xấu quá, bà không có chịu chứng diện, bà theo tôi. Bắt đầu dắt bà này vô xăm chân mày, xăm môi, làm tùm lum tà la lên hết. Trời ơi, nhìn nó còn xấu dữ. Cô đã buồn, mình nghe lời bạn trong cái phút chốc vậy là cái mặt mình nó hư, cô đã rầu rồi, biết không? Trời ơi, về tới nhà bị bà già chửi te tua. Mày đi về đây, mày không thăm tao, mày học của ai rồi? Trời ơi, chửi ngày, chửi đêm, gặp đâu chửi đó. Cô chán quá, nửa đêm cô lang thang trên một cái đường, tự nhiên thấy có cái chùa. Thôi, hay gì mình đi tu đi ha. Tự nhiên chui vô cái chùa đó. Có một đêm ông thầy cũng cạo đầu cho đi tu luôn. Đâu có biết cái đó là cái gì. Cuối cùng sáng ra mới biết cái đó chỉ là cái miễu thôi. Ông thầy quá trời vợ. Bây giờ ngoài kêu sư phụ còn dọc sư mẫu nữa. Quý vị thấy không? Quá vô đơn chí. Nhưng mà cái tâm của cổ đâu phải cầu cái đó. Cái tâm của cổ là hướng về chánh pháp. Cổ là một Phật tử, nhưng mà Phật tử Phật chứ còn nhiều, giống như tam phẩm đệ tử mà, hạ phẩm, thượng phẩm, trung phẩm. Mà Phật tử của mình, mà Phật tử của mình đó nghe, mà bình thường đi chùa lại Phật tụng kinh ngon lành vậy đó, mà hễ thử thời mà có tai nạn cái ta kêu cầu ông gì cũng cầu hết á, đeo ông gì cũng đeo hết á. Phật tử vậy chứ nhà nào cũng có tỳ hưu. Ví dụ vậy, tức là sao? Vì mình muốn cầu tiền, cầu tài, cầu tật bệnh, tiêu trừ gì, ai nói cái gì mình làm đấy. Thông cảm lắm, không có gì là phá hoài, nhẹ nhàng lắm, có là thông cảm. Thì ở đây cũng là Phật tử nhưng mà hạ phẩm, tức là đi chùa vậy thôi, nghe pháp vậy thôi. Rồi khi nào mà buồn thì đi chùa là nhiều một chút, tụng kinh khá một chút vậy đó. Nhưng mà khi gặp những cái cảnh như vậy rồi, nhưng mà cuối cùng á, cái tâm trí của Phật tử nó vẫn còn đó. Khi mà cổ biết được cổ đi xuất gia nhầm chỗ rồi, thì cổ mới xin cái vị đó cho cổ rời chỗ đó. Cổ mới ra lại ngoài này, cổ đi tìm các thầy, cổ nương tựa, cổ tu học. Thở đây cũng như trường hợp này nè. Thời không, thời đại không có Phật pháp, tu theo ngoại đạo, xuất gia theo ngoại đạo, nhưng mà cái tâm chánh tín vẫn có. Cho nên Pháp Hòa hay nguyện đó, nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật pháp, chánh tín phát tâm lành. Mình rơi vào đâu không biết, vì cái nghiệp của mình hay là cái nguyện của mình sao? Nhưng mà nguyện của mình chưa thâm, chưa sâu dày, thì nhiều khi mình lọt ở chỗ đó, nhưng bị hoàn cảnh mình dễ có thể quên đi cái nguyện của mình. Như cái vị mà Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe là ngài Khuy Cơ đó, nguyện trở lại đời này để độ sanh, nhưng mà phước quá đi, cho nên rơi vào một cái gia đình tể tướng giàu có lắm. Nhưng mà hãy sống giàu có từ nhỏ tới lớn thì cái gì sanh? Tật bệnh nó sanh. Tật gì? Ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham sắc, đồ đủ thứ hết, cho quên tu mất tiêu. Ở trong kinh kể là có một cái bà đó giàu lắm mà bà không có chịu bố thí, mà bà tiếc của dữ lắm, mà ngày một kiền liên á tới lấy cái ngón chân hất cái nhà bà lật ngược lên, quay vòng 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 vậy là bà sợ cái nhà bà sập. Bà nói tôn giả ngừng tay, tôi xin quy y, tôi xin tu. Tôn giả ngừng tay, cái nhà bà lật ngược trở lại, cái bà đối ý, bà nói dạ từ từ. Vậy đó mà ngày một ngày La Hầu La độ được bà. Thở đây á, cái câu này nè: thời đại không có Phật pháp, ưa theo bên ngoại đạo, xuất gia tu học, tuy ở trong tà đạo
Nhưng thích cầu chánh tín, thường tu từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm và đạo lý ngũ thông. Đạo lý ngũ thông là ngũ gì biết không? Ngũ ly bì, ngũ ngũ không ai cản trở kêu là ngũ thông. Mai mốt về nhớ nha. À, ngủ một lèo mà không điện thoại reo, không ai kêu vậy là kêu ngủ thông đó. Thưa đại chúng, mình thường là có lục thông. Ai nhớ lục thông không? Thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Thì cái vị này nè, chỉ thiếu có cái thông cuối thôi, đó là lậu tận thông. Còn năm cái thông kia có đủ: thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng. Tại sao mình chỉ có ngũ thông mà không có lục thông? Tại vì nếu mình đủ lục thông là mình thành Phật. Và cái mà cái tu, cái thông mà mình khó nhất là gì không? Dứt hết tất cả phiền não. Khó quá. Mình có thể thiên nhãn á, thôi kệ nó đi, cuối cùng giờ tôi nhìn nó bình thường, tôi không thấy quýt gì nó nữa hết. Chứ hồi xưa là dễ giàu, tôi gặp nó tôi thấy đó. Thì cái thần thông này bị mất, thiên nhãn thông cũng có. Và người có thiên nhãn là nhìn thấy biết mọi hoàn cảnh. Có một hôm á, có một Phật tử nói: trời ơi thầy, làm sao mà cái người như vậy mà thầy vẫn có thể nhẹ nhàng nữa chứ giờ làm sao? Pháp Hòa nói cái cách Pháp Hòa hay quán là vậy nè. Thôi, thí dụ bây giờ mình cái việc này nó mình có thể tiêu hóa được, tiêu dung được, sao mình không tiêu dung? Rồi mai mốt lỡ mình chết hay vị đó chết, có phải mình hối hận không? Mình chết thì mình mang cái cục tức. Còn người đó chết thì mình hối hận là mình sao? Trời ơi, phải tôi già chị chết sớm vậy, tôi nói chuyện với chị, tôi tốt với chị vậy đó. Nên Pháp Hòa hãy quán vô thường rồi thôi. Ai mà hàng sáng hàng bảy lên rồi, thôi kệ đi, nói gì nói. Nhiều khi mình suy nghĩ cách khác nữa nè, thôi kệ đó, người đó có sấm mà ít nhất cũng có mưa. Quý vị nhớ bốn hạng người Phật nói không? Có nhiều khi á có sấm mà không có mưa, có nhiều khi có mưa không có sấm, có nhiều khi có sấm có mưa, có nhiều khi không sấm không mưa. Thôi, cái anh này ảnh nói mà ảnh làm. Nghĩa là ảnh sấm nhưng mà ảnh mưa. Còn đỡ hơn những người không sấm, không mưa. Hoặc là có những người sấm rất là nhiều mà không có biến mưa đâu hết. Quán vậy đó. Cho quán vậy cho nên mình du di được hết. Vì mình thấy mỗi người mình lấy một chút. Mỗi người mình lấy một chút. Trong cái bài kinh mà năm phương pháp diệt trừ phiền giận đó, có nhiều người lời nói không dễ thương mà hành động dễ thương. Thôi thương hành động. Xảy qua người này, người này hành động không dễ thương mà lời nói dễ thương, thương lời nói. Người kia hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm còn chút dễ thương. Người kia hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút nào để thương hết. Thôi ráng thương nó đi, mình không thương, ai thương nó. Ngũ thông. Hồi xưa mình không có thể tới gần nó được. Bây giờ mình có thể tới gần nó. Cái thông đó là gì biết không? Thần túc thông. Thần túc là qua lại, không còn ngăn ngại. Có nhiều khi giận nhau nha, tặng đồ ăn không lấy à. Biết ngon mà không lấy. Giận quá. Nhưng mà hết giận rồi đó, đưa gì cũng lấy hết trơn á. Có nhiều khi á, miễn cưỡng lấy lắm, kệ cứ lấy đi. Hồi đó Pháp Hòa nhớ ba cô Ngà tới nhà ông chơi, ông nói: người Việt Nam mình á, hay nói á, Nó mời lơi tôi cũng ăn. Tôi thì tôi nghĩ khác, nó mời lơi tôi vẫn ăn, ăn bỏ ghét. Thường tâm bi hỷ xả và đạo lý ngũ thông. Cái lý ngũ thông là đại chúng nhớ là, thí dụ như mình nghĩ là thần túc thông là bay phải không? Nhưng mà cái lý ở đây là nói về cái gì? Qua lại với nhau không có ngăn ngại. Pháp Hòa hay ví dụ, thí dụ như vậy mình nói: không,
tôi không thích tới gần người đó. Bây giờ mình quán vậy nè, mình với người đó gặp bao nhiêu, bao nhiêu một ngày, ví dụ vô hãng làm đi, gặp bao nhiêu ngày, một giờ. Rồi hơn nữa, rồi cuối cùng là mạnh ai nấy về nhà. Rồi mình vô đây là bây giờ cái người mình không tới người đó thì việc mình nó sẽ bị khựng lại, nó không xong. Thôi tới người đó để làm việc cho nó xong công việc thì giải quyết được hết. Thì ở đây cái lý là làm sao đi tới với người đó được. Tôi nó nói tôi không thích nghe. Có một Phật tử cũng biết quán chiếu tư duy. Ê, Phật tử kia mới khen, nói trời ơi, cô thầy có được cô, thầy có phước ghê. Cái Phật tử đó quán chiếu cũng tư duy thăm xong kia. Đấy, cô biết phước là hay là quà của thầy. Cái vị đó kể là còn nghe con khen cô đó. Cô đó có được thầy, thầy có được cô đó giúp, thiệt là phước của thầy. Cô mới nói cô không biết cô là phước của thầy hay quà của thầy. Phải Hòa nói không sao, cô đó, cổ nói như vậy là cổ có quán chiếu rồi. Thỉnh thoảng cổ có thấy được cái sai của cổ, cổ mới nói vậy chứ. Chứ nếu cổ khư khư cổ nghĩ con là số một, cô nói trời ơi còn phải nói, ông với tôi 10 kiếp mới được gặp được tôi. Còn mình nói được câu kia là mình có tư duy, thỉnh thoảng mình thấy được cái lỗi mình đó. Mình mới nói được một câu nói là không biết là phước hay quả. Thành thử ra mình phải tập. Cuộc sống của chúng ta là mình muốn an lạc, không có giải thoát, phải vận dụng cái trí tuệ quán chiếu từng câu nói. Không phải quán chiếu để giận nha, quán chiếu để mình ôm ấp, mình thấy được cái hay của họ. Lẽ ra họ tự cao tự đắc đúng không, mà giờ nói được câu đó là họ có tu rồi đó. Họ có tư duy, đôi lúc họ cũng thấy họ chứng á. Đôi khi họ thấy họ dở đó, họ làm phiền đó, nhưng mà thầy không nói gì hết. Giống như con chú, không biết quý vị có nhớ Trung Hiếu, Trung Nghĩa không? Quý vị nhớ Trung Nghĩa không? Đi rồi bắt đầu mới con ngựa gọi về. Khi mà tụi con sống với thầy, tụi con không có thấy gì đặc biệt. Bây giờ con ra ngoài rồi con mới thấy, lúc con sống với thầy là tụi con không, thầy cho tụi con tất cả. Bây giờ hồi đó tụi con cần đối với chạy lên phòng thầy có, cần cái quần nhỏ cũng có, bất cứ cái gì cần là thầy đều cho. Bây giờ muốn cái gì phải đi kiếm tiền mua lại. Có tư duy rồi đó. Nhưng mà quý vị thấy nếu cái đứa mà nó không có suy nghĩ, có nhiều lúc đó, nó lì vậy đó nha. Mà nó thấy mình nằm không có cái gối, nó lạnh nó lấy cái gối nó đưa. Nó thấy mình nằm co co, nó sợ mình lạnh nó lấy cái mền nó đắp. Trong cái tư thế mình nằm, mình thiêu thiêu, mình ngủ, mình cảm nhận được, mình nhìn có đứa nào, thì mình biết rằng trong tâm cái đứa đó nó còn một chút dễ thương. Mặc dù bình thường nó trời ơi vậy đó, nhưng mà có đôi lúc nó hết trời ơi rồi thì nó hết trời nó còn ơi. Mình kêu là nó ơi. Ngủ thông, đạo lý ngủ thông, được ngủ thông rồi quán tưởng bất tịnh và vô thường, có thể nói pháp hữu vi rất nhiều tội lỗi. Quán bất tịnh vô thường, quán bất tịnh vô thường, có thể nói pháp hữu vi. Quý vị nhớ pháp hữu vi là pháp gì không? Bây giờ nè, pháp hữu vi đối lại với pháp gì? Vô vi. Vô vi là gì? Pháp gì mà có sự kết hợp của mình là hữu vi hết. Pháp Hòa ví dụ, cái bàn này là một pháp hữu vi. Tại sao? Tại vì mình có tác động vô đây nè, mình có đóng, nhưng mình lấy cái cây mình đóng vô đây. Nhưng mà hễ cái gì mà có mình dính vào để mình tạo nó thành thì nó là tạm bợ. Chữ vi là mình làm, mình có cái việc mình làm trong đó. Hư không là hữu vi hay vô vi? Đây làm gì đó. Không khí. Còn tất cả mọi cái, cái gì mà chúng ta có cái tác động của mình vô đó, cái ý kiến của mình vô đó là hữu vi hết. Con người mình là hữu vi, cái nhà là hữu vi. Vậy thì bây giờ á, cái gì mà nó có tướng, nói tạm tạm vậy nha, cái gì mà nó có hình có tướng là pháp hữu vi hết.
Tại vì cái hình tướng là do mình tạo ra. Bây giờ quý vị, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, cái tòa nhà ở World Trade của New York kiên cố như vậy, hay thậm chí là nữ thần tự do ta xây kiên cố như vậy, nhưng mà thưa đại chúng, nó là pháp hữu vi vô vi, hữu vi thôi. Mình nói kiên cố là với cái sức của mình không lung lay được nó, với những cái vật khác không. Nhưng mà thí dụ bây giờ một cơn gọi là sóng thần hay là những cái thiên tai gì như là động đất đi, nó nứt đất ra đi, sập hết. Cho nên cỡ nào cỡ, như hễ có hình có tướng đều là hữu vi hết. Mà cái gì mà nó tạm bợ như vậy đó thì với cái nhìn của đạo Phật là bất tịnh. Đại chúng nhớ bất tịnh có hai loại nha. Một nghĩa là dơ, ví dụ như thân mình là bất tịnh, dơ mà mình không tắm một ngày thôi là bắt đầu hơi hơi bất tịnh, hai ngày thôi là hơi 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 bất tịnh, chừng tuần lễ không tắm là khủng bố bất tịnh. Thì cái thân này dơ, cái gì mà dơ cũng là bất tịnh. Nhưng có một cái nghĩa sâu nữa là cái gì mà không thường còn phải tan biến cũng là bất tịnh. Cái bất tịnh có hai cách nhìn đó. Ví dụ Pháp Hòa nói hư không tịnh hay bất tịnh? Bất tịnh. Mình hít thở mình nói, nhưng mà so ra cái không khí trong một căn nhà và không khí ngoài sân, không khí ngoài sân nó khá hơn, nhưng mà thủy chung không khí ngoài nó vẫn bất tịnh, vì nó vẫn có những chất ô nhiễm khác. Cho nên mình học Phật á, mấy cái chữ đó mình phải nắm cho rõ. Khi nói bất tịnh, thí dụ như người ta nói cái hoa giả là bất tịnh, ông nói gì vậy, cái hoa giả nó có mùi lai gì đâu bất tịnh. Vậy thì bất tịnh ở chỗ này muốn nói là gì? Là vô thường, là tạm bợ. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ quý vị nấu một cái chén cháo thiệt thơm thiệt ngon, rồi mình để quên ở ngoài bàn trong một cái ngày nóng, chiều lại thì chén cháo đó thơm hay là không thơm? Bắt đầu có mùi phải không? Bất tịnh. Như vậy mà chúng sanh mình á, là đợi khi nào nó bốc mùi á thì mới kêu là bất tịnh. Chứ còn cái nhìn của Bồ Tát, của người có thiên nhãn, của nhìn có huệ nhãn, tuệ nhãn, thì chén cháo thơm này nó vẫn ẩn cái bất tịnh trong đó. Bây giờ cháo thơm phải không? Đưa vô miệng nhai xong nhả ra là bất tịnh liền. Còn cái chuyện mà mình ăn vô trong bụng rồi mình nôn ra nữa là càng bất tịnh dữ nữa. Mà nếu mà nó tiêu hóa tốt nữa là ra chiều mai chiều nó còn bất tịnh dữ nữa. Thành thử ra mình phải thấy. Chờ trong này nói á, người có trí tuệ, cái đây là cái công đức của người có trí tuệ, là quán tưởng bất tịnh và vô thường, có thể nói pháp hữu vi rất nhiều tội lỗi. Một cái pháp nào mình tạo lên á, nhiều khi mình không thấy chứ trong đó có lỗi, thậm chí còn có tội nữa. Pháp Hòa ví dụ, mình nói tôi muốn làm một cái tượng Phật bằng nguyên một cái khối cây. Nghe cái đầu chữ đầu làm tượng Phật là quá thanh tịnh, quá tốt rồi phải không? Nhưng mà trong đó có tội không? Có chứ. Cây người ta đang một cây cổ thụ mình chặt xuống mình làm tượng mà. Mặc dù là mình làm tượng Phật, nhưng ở đây mình nói với cái trí mà nhìn đó, có thể nói được tất cả pháp hữu vi rất nhiều lỗi. Trên đường mình lái xe ra Tây Thiên làm công quả, có lỗi không? Lỗi thôi chứ tội không có. Tại đâu có cố ý giết con nào đâu. Nhưng mà cái con thiêu thân đó, nó lao vào cái đèn. Thứ nhất, đó là nghiệp của nó. Quý vị nhớ trong cái văn thủy sám không? Như con thiêu thân lao vào lửa dữ, thấy chỗ nào ánh sáng là lao vào, mà không ngờ nó lao vào cái đống lửa. Thì trong kinh nói chúng sanh mình cũng không có khác đâu.
thấy cái lợi đó là lao vào, nhưng mình đâu có biết, mình đâu có biết là mình là kiếp sống của một con thiêu thân. Có cái anh chàng đó đó, khi mà anh tỉnh ngộ rồi anh đem bạc ngàn tới anh cho một cái người nghèo, người nghèo không dám lấy. Thì cái người nghèo anh mới nói câu này nè: anh lấy đi, cái tiền mà tôi tặng anh một ngày đi học ở đây á, một năm mà anh đi học đóng tiền này nè, đóng tiền này một năm đây nè, chỉ bằng một đêm mà tôi đã từng lao mình đổ tiền vô lao vào những cái cơn, những cái bữa nhậu nhẹt chè chén. Một đêm của tôi xài bao nhiêu tiền? Một năm này của anh à, một năm tiền học của anh á, bằng cái số tiền này, chỉ bằng một đêm tôi lao vào trong những cái bữa chè chén. Cho cái người trí mình nói được cái pháp rất nhiều tội lỗi của các cái pháp hữu vi. Nhưng mà mình so ra trong cuộc đời này không có cái gì tuyệt đối hết á, tương đối thôi, tương đối thôi. Ví dụ như giờ Pháp Hòa nói, ví dụ giờ mình ngồi mình kiểm là ông chồng mình có tuyệt đối tốt không. Nếu mà ông tuyệt đối, mà mình tìm cái ông chồng tuyệt đối mà tốt không, ông này mình ly dị 8 đời rồi, thôi ổng cũng tương đối, ổng xấu điểm này, ổng cũng có cái điểm kia. Nói chung là mình phải chấp nhận mọi cái khía cạnh, rồi mình thấy cái nào mình chấp nhận được, mình quán chuyển được, cho nên mới có sống đời ở kiếp với nhau chứ. Nếu mà mình đi tìm một con người mà hoàn hảo tuyệt đối là không bao giờ mình có được một người nào. Thậm chí mình nhớ là Pháp Hòa hay nói cái chuyện đi tìm minh sư nha. Đi tìm minh sư nó phải thầy nào thiệt tuyệt vời đó, không phải đâu. Thôi thì minh sư từng khía cạnh, thí dụ như thầy này có được cái đạo hạnh này là tôi thấy là minh sư ở mức độ đó, tôi nương cái gì đó. Rồi tôi nương vị này, cho nên cuộc đời mình nếu mà mình chịu khó đó, mình cũng tìm ra được nhiều minh sư lắm chứ không phải không đâu. Tại vì mỗi một vị thầy có một cái khả năng, thì chính cái khả năng vượt bậc đó chính là minh sư của mình. Chứ còn mình đi tìm một ông thầy mà hoàn hảo từ A tới Z không có đâu, không bao giờ có chuyện đó. Ông thầy nào mà ông chuyên về toán á, thì ông phải chuyên về cái đó thôi chứ. Ông biết anh văn nhưng mà ông không có phải chuyên. Ông biết sử địa nhưng mà không có chuyên. Hỏi ông sử địa ông phải dở sổ là ông coi lại. Còn mình đi gặp ngay ông thầy sử địa mà ông giỏi cái môn đó rồi, nói đâu là ông nói đó. Vì được lời nói chân chánh nên dạy các chúng sanh khiến học thinh luận, khiến chúng sanh xa lìa tật bệnh về thân tâm. Tức là mình được cái lời dạy chân chánh rồi, cho nên khiến cho chúng sanh, mình hướng dẫn cho chúng sanh. Thinh luận là gì? Học thinh luận nghĩa là học do nghe đó. Quý vị hàng tuần quý vị chùa quý vị nghe đó, chứng quả thanh văn. Thanh là âm thanh, văn là nghe. Nhờ nghe âm thanh mà hiểu mở bài ra. Hồi nãy Pháp Hòa nhận được một cái mail của hai mẹ con đạo Chúa. Mặc dù gia đình con là đạo Chúa, nhưng mà mấy năm nay nhờ nghe Pháp và những lời Pháp rất là thiết thực, và con của con cải hóa rất là nhiều. Con muốn viết cái thơ này để cảm ơn Thầy, cảm ơn giáo Pháp. Bữa nay con của con nó biết nhìn kỹ, nó biết tư duy, nó biết cải đổi những cái tâm tánh, biết nhìn sâu sự việc hơn, biết thông cảm người khác hơn. Không nghe lấy gì hiểu. Mình chưa chứng A-la-hớn, dứt phiền não, nhưng mà ít nhất chứng được cái quả do nghe Pháp mà hiểu đạo tu. Ở ngoài Bắc á, mỗi lần mà ăn cơm ở buổi sáng ta đọc cái bài này: niệm đệ tử chúng đẳng, bất canh nhi thực, bất chức như y, quyết dục hình xu, toàn mong tính thí. Chúng con nghĩ rằng đệ tử chúng con bất canh nhi thực, không canh tác mà lại có ăn. Bất canh nhi thực, bất chức như y, không thiêu không dệt mà lại có vải mặc. Huyết là máu, nhục là cái thân xác thịt này, huyết nhục hình xu,
hình hài thể chất này, máu huyết này, thịt xương thịt này đều là của đàn na tinh thi. Thấy không? Chỉ có bốn câu nói thôi. Mà nếu như mà mình nghe câu đó xong, mở tâm ra, mở lòng ra và biết thương những gì mà người khác làm cho mình, không có họ mình chết giấc á. Cho nên ai tới phụ với mình được là đó là công đức của mình. Mình không dễ thương ai tới. Trời ơi sao cô làm này nhiều người tới phụ dạ. Nếu mà nói hơi chảnh chút qua dạ công đức của tôi. Nghĩa là do kết quả tôi dễ thương chứ gì đâu. Tôi phải dễ thương, tôi phải như thế nào tôi mới tới được chứ. Niệm đệ tử chúng đẳng bất canh nhi thực bất chức như y, huyết dục hình su toàn mong tính thí. Cho sáng nào mà thiệt sự thưa đại chúng, từ hồi Pháp Hòa là sơ di và thuộc cái câu đó rồi nha, không có bữa ăn nào mà trong đầu không khởi cái câu đó. Bữa ăn nào tự nhiên mình đọc xong rồi thì những cái câu đó nó cũng đi ra trong đầu mình, nó thành một cái thói quen rồi. Nhìn quán thấy quá trời ơn ở trong đó. Vì lời nói chơn chánh nên dạy các chúng sanh khiến học thinh luận, khiến chúng sanh xa lìa tật bệnh của thân tâm. Con người mình là không bệnh tâm là bệnh thân à. Cho nên mấy bà mẹ phone Pháp Hòa, trời ơi sao con của con nó dày kia đó. Pháp Hòa nói cô à, bây giờ Pháp Hòa ví dụ hen, bây giờ con mình nó không dày nè, bây giờ nó tật nguyền nó nằm chỗ cô nuôi không, thì nó không bệnh này nó cũng bệnh kia. Thôi thì mình nghĩ mình đó, mình gặp nhau đều là có cái phước nghiệp với nhau hết. Mai Pháp Hòa nói con nó tới với mình có bốn loại. Mai mới nói còn chừng nào có ngày mai ai không biết. Nhưng mà ở đây mình muốn nói thí dụ đi, mình đến với nhau nè quý vị thấy không, đời này mình gặp nhau, mình đến với nhau trong mấy chục năm, không bà con quen thuộc gì hết, mà thương nhau, mà quý nhau, mà cùng làm việc Phật sự với nhau, nhịp nhàng với nhau trong 30 năm. Đâu phải là chuyện bình thường. Nhân duyên lành lớn lắm. Cho nên mình phải tâm niệm câu nghe, nguyện sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Cái câu đó là Tổ Quy Sơn dạy mình trong Quy Sơn Cảnh Sách đó. Ngài nguyện với mình á, ngài nguyện là sanh sanh thế thế là đời đời nào mình sanh ra, đời nào kiếp nào mình sanh ra, bất cứ đời nào kiếp nào mình sanh ra đều làm bà con quyến thuộc với nhau, đồng vi pháp lữ là những người bạn pháp với nhau. Còn nếu mà người kia mình ta thương nhau quá, ta nguyện làm gì? Bạn đời. Bây giờ hết rồi, kết làm bạn pháp. Bạn pháp vậy đó, sống lâu hơn, ít gây hơn. Mà nhiều nếu có gây, gây chai, không có gây mặn. Còn mình làm người đời với nhau, kết làm vợ chồng gây mặn không? Phật tử với nhau, giận nhau lắm là gì? Du với mi thôi, phải không? Chứ đâu có kêu con quỷ. Thằng quỷ phải câu nghe nó ghê quá. Còn nếu mà mắng chơi với nhau thôi, mắng yêu đó, khác à. Mấy đứa đệ tử trẻ trẻ mà hè mà nó qua đây đó, nó hay vô nó kêu sư phụ đó, Pháp Hòa nó yêu tinh phương nào. Thôi thì hôm nay mình học tới đây thôi ha, bữa sau mình học tiếp. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bát nhã nghĩa là trí tuệ.
Ba la mật nghĩa là viên mãn, là rốt ráo, là cứu cánh. Tiếng Anh thì một chữ đơn giản thôi là perfectly. Cái gì mà nó perfect, nó hoàn hảo thì cái đó gọi là ba la mật. Thí dụ mình nhẫn tới chỗ hoàn hảo là nhẫn ba la mật. Mình cho đến cái chỗ hoàn hảo, sao gọi là cho hoàn hảo? Mình có của mình cho, sẵn có người xin mình cho, trong lúc đó mình được khả năng mình cho, không có vướng bận, không có nghĩ là mình là người ơn, người kia là kẻ mang ơn, đây là của mình cho, thì cái tâm mình nó rỗng rang khi mình bố thí như vậy đó, gọi là perfect. Thì ở đây cái cách tu của mình đó, là mình tu làm sao đến cái chỗ ba la mật. Thí dụ như bây giờ người ta xin mình 1000 đồng, mình không có 1000, mình cho có 10 đồng à. Nói vậy đâu phải perfect, không phải vậy. Khả năng của mình 10 đồng mà mình cho trong khả năng của mình mà bằng tất cả tình thương của mình, cái vật là một chuyện rồi, mà luôn cả khi mình làm cái việc đó có cả tình thương thì cái việc làm đó dù 10 đồng nhưng mà cũng perfect. Rồi mình không có kể á, mai mốt mà người đó có làm gì mình buồn phiền là mình không có nhắc á, nhớ không? Tôi rồi đó, không có tôi là anh chết rồi. Thí dụ vậy đó, thì 10 đồng đó mình nhắc tới 10 năm sau, 20 năm sau mà hỏi nhiêu 10 đồng thì cái đó không phải là perfect. Cho mình làm cái việc gì cho ai mà mình làm bằng tất cả tình thương và khả năng của mình trong lúc đó là perfect, là trọn vẹn. Chứ không phải là người ta xin 1000 phải cho 1000 mới kêu là ba la mật đâu, mà mình cho bằng tất cả khả năng và tấm lòng của mình. Thì ở đây á, cái người có trí thì nói về cái trí, mà trí cũng đến cái chỗ viên mãn. Làm sao để mình có chỗ gọi là mình viên mãn được? Từ suy nghĩ những cái gì mình nghe, mình nghe rồi mình suy nghĩ rồi mình tu tập, thì như vậy cũng gọi là bát nhã ba la mật. Tại sao những gì mình nghe, nghe cho rõ ràng, suy nghĩ cho chín chắn, rồi việc làm đó mình làm cho nó trọn vẹn, thì người làm như vậy khi người ta nói ra điều gì mình có cách mình nói lại hết. Tại vì mình suy nghĩ chín chắn trước khi mình làm, khi mình nghĩ kỹ trước khi mình nói. Cho nên cái người mà có trí là căn cứ trên 3 điều: 1 là phải nghe, 2 là phải suy nghĩ, 3 là phải hành trì. Thì ở đây Đức Phật nói thành tựu công đức của trí tuệ. Làm sao bây giờ bây giờ mình thực tập trí tuệ rồi, bây giờ công đức của trí tuệ là gì? Nghĩa là cái kết quả của trí tuệ đó là gì? Người mà có trí tuệ thì họ thể hiện cái gì để thấy rằng bao nhiêu năm họ chịu khó, họ tu tập, họ học hỏi, bây giờ đây là công đức của họ đó. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Pháp Hòa ví dụ như mình đi đến một cái nơi đó, một cái chùa đó, một cái đạo tràng đó, mình thấy là 10 năm trước mình đến và sau 10 năm mình trở lại, mình thấy quá chừng những sự thành tựu. Thì mình mới nói là sao? Thưa đại chúng, hôm nay quý vị nhìn cái ngôi chùa này được như thế này, đây là tất cả những công đức suốt 10 năm của thầy trụ trì, của quần chúng Phật tử ở đây. Vì cái công đức đó là gì? Cái quả mà chúng ta đã đầu tư vào đó. Cho nên khi mà chúng ta làm việc gì á, nó cũng đều có công đức hết á. Và cái công đức đó là cái kết quả mà chúng ta đã làm cái việc đó. Ví dụ bây giờ mình ngồi thiền lâu ngày, bắt đầu mặt mày mình nó tươi nhuận ra, tâm tánh mình có thay đổi, không có còn giận dữ dễ dàng. Nhớ 4 chữ ha, giận dữ dễ dàng. Tại vì mình thường dễ dàng giận dữ. Ví dụ như ta nói là tha thứ thì thông thả. Đó, tha thứ thì thông thả, thư thái. Cái đó là cái công đức. Mình nhìn cái người đó, trời sao bây giờ thấy ông đi sao thấy nó thông dong quá. Đó là công đức của quán chiếu. Quán chiếu gì? Vô thường. Quán chiếu vô thường, không có gì. Hồi sáng này có một vị mới nói,
Bây giờ con muốn thưa là người ta thường hay nói vậy nè, đời là vô thường, chết không có mang theo được gì, làm chi cho nhiều. Người ta hay nói vậy đó. Giờ cái câu đó thầy nghĩ được không? Pháp Hòa nói cái ý nói thì có tốt á, nhưng mà không khéo á, cái câu đó trở thành ra cái gì? Cái gọi là tiêu cực. Nếu nói đúng mà nói vậy nè, đời là vô thường, chết không mang theo được gì, cho nên chúng ta phải cố gắng làm những gì chúng ta có thể, và làm mà không dính mắc. Vì mình biết rõ ràng mình không đem theo được gì, nhưng mà không có nghĩa vậy rồi chúng ta không làm gì. Ai cũng nghĩ như mình thì ai làm gì đâu. Ví dụ mình nghĩ đi, thôi con ơi, chết cũng không theo được gì, học chi con? Chết không đem theo được gì để dành tiền chi con? Đâu có phải. Dù biết rằng chết không mang được gì, nhưng mà trong khi chúng ta còn sống, chúng ta cần những gì thì chúng ta làm, nhưng mà làm không có dính. Buông bỏ nhẹ nhàng, không có dính. Đó là người có trí. Và người đó đó, cái nhìn vô họ, trời ơi sao mà ổng đi ngoại nhẹ nhàng không dính mắc. Công đức của người quán vô thường và đã có tu tập trong khi làm việc. Bây giờ có nhiều vị nó đời là vô thường, chết không mang được gì, thôi bây giờ xài xả láng. Rồi cũng có những người nói thôi chết không mang được gì, có bao nhiêu làm phước làm thiện bấy nhiêu. Quý vị thấy ông Bill Gates chia tài sản không? Những tỷ phú giờ người ta chuẩn bị người ta chia hết, tại vì ta biết làm sao. Nhưng mà nếu mấy ông nghĩ thôi tôi làm cực thì chúng ăn hết tôi làm chi? Không à, vẫn tích cực làm việc. Cái gì mình có khả năng mình làm được, mình thu nhận được, mình phải làm. Pháp Hòa tâm sự với ông kiến trúc sư, trên đường ông chở Pháp Hòa ra Tây Thiên, Pháp Hòa nói chuyện với ông. Tôi nói thật với ông, tôi cũng không biết là sao đời tôi rồi, ai là người tiếp nối và được bao nhiêu tôi không biết. Nhưng mà nếu tôi nghĩ bi quan, thôi làm ra rồi ai giữ ai coi, thì tôi sẽ buông, tôi không làm gì hết. Rồi cuối cùng ví dụ như cho tôi sống được 60 tuổi thì tôi sẽ phí đời tôi 60 năm. Tại vì mấy chục năm nay tôi sống tôi không làm gì hết, tại tôi cứ nghĩ làm gì rồi ai coi, ai ngó, ai dòm, thì cuối cùng tôi không làm. Giờ ngàn người nghĩ như vậy thì thế giới này không có gì xong hết đó. Cuộc đời này không có cái gì để cho ai hưởng gì hết đó. Quý vị thấy Nam Ấn á, ai mà đi Ấn Độ là đi, mình đi thánh tích là mới có Bắc Ấn rồi nha. Nam Ấn á, là cái nơi không phải là Đức Phật đã từng xuất hiện đó, nhưng mà chư tăng đi lên trên cái vùng đó, đi vào những cái hang núi, đục núi, lập tu viện, lập chùa. Sau một ngàn mấy trăm năm Phật giáo bị tiêu diệt, thế kỷ thứ 12 là nguyên cái vùng đó coi như là bị cỏ, bị cây rừng nó che lấp, không ai biết bên trong đám rừng đó là một ngôi tu viện đồ sộ của Phật giáo. Khi mà nước Ấn Độ bị nước Anh cai trị, thì có một ông đại tướng, ông bắn một con thỏ, ông rượt một con thỏ và con thỏ nó phốc vô trong cái khu rừng đó, ông rượt theo. Khi mà ông vô trong đó, ông mới tá quả rằng ở phía sau đám rừng này là một kỳ quan. Bắt đầu mới khai quật lên. Và bây giờ trở thành ra một cái điểm thánh tích của Phật giáo để cho mọi người tới tham bái. Cái trụ mà ông vua A Dục ông xây lên khi mà ông hiểu đạo rồi đó. Quý vị biết vua A Dục là ông tương đương với Tần Thủy Hoàng đó. Ở bên Ấn Độ là có A Dục Vương, còn bên Trung Quốc là người ta có Tần Thủy Hoàng, nghĩa là thống nhất Trung Hoa, thì ông vua A Dục này là thống nhất Ấn Độ. Ác lắm. Nhưng mà tại vì xưa giờ là nhất hướng công thành vạn quốc khô mà. Một người mà thành tựu được cái ngôi vị của mình thì cả vạn cái xác phải nằm xuống chứ, phải vạn người phải nằm xuống. Khi mà ông tỉnh ngộ rồi do lời dạy của Phật, ông phát tâm đi tham bái thánh tích, xây dựng 84.000 cái tháp lớn nhỏ khắp nước Ấn Độ
để biểu thị cho 84.000 pháp môn của Đức Phật. Đi đến những thách tích, dựng cái trụ cột lên, ghi những cái tiếng, xác định. Có một số nơi Hồi giáo tới đập những cái cột đó, những cái trụ đá đó gãy nằm ngay đó. Có những cái trụ đá còn nguyên. Vậy mà bây giờ cái trụ đó hồi xưa nó thường thôi, nó là cái trụ ghi dấu kỷ niệm vậy mà. Mà giờ ai tới thánh tích cũng tới cây trụ nó lại hết. Ví dụ bây giờ mình đến Lâm Tỳ Ni á, là tất cả đều tập hợp ở chỗ cây trụ của vua A, cây trụ đá của vua A Dục Vương để làm lễ. Còn không thì đến cái cây bên bờ hồ mà hoàng hậu Ma Gia tắm khi hạ sanh xong. Còn ở trong cái chỗ mình, ngay cái chỗ mà người ta đã khảo sát và người ta xác định đây là Đức Phật đã từng đứng đây lúc ngày đản sanh đó, bây giờ người ta che lại, người ta đâu có cho mình tới điên vòng thăm thôi chứ đâu có vô làm lễ gì được. Muốn làm lễ là làm lễ bên ngoài hết. Thôi mà nói ví dụ vậy đó. Cho nên cái công đức là gì? Là mình nhìn vô cái quả của cái người đó, nói đó, đây là công đức của anh. Hôm qua qua chọc chị Hoàng á, chị nó ngộ lắm thầy ơi, mỗi lần mà sắp sửa khóa tu là con bị nghỉ việc à. Tiệm ế mới cho chị nghỉ. Nhưng mà hễ mà chị đi lên chị phụ xong một khóa tu về là đắc, kêu chị không kịp mà nó đó, công đức. Rồi mình đi công quả về có công đức. Ở đây có nhiều em học mà học xong nha, học ra trường đại học rồi đi tìm việc hoài mới ra. Pháp Hòa nói bây giờ con đừng có chờ đến khi nào mà con lượm được cái job đúng ý mình rồi con mới đi làm, trong khi đó là đói chết. Bây giờ con chạy pizza cũng được, con làm cái gì cũng được, ít nhất con có tiền đổ xăng, con không cần phải xin cha mẹ một đồng nào đỡ đồng đó. Rồi bên cạnh đó đó, con lên chùa con làm công quả đi. Mà đứa nào thấy cũng kết quả đó, nó lên nó làm công quả thời gian là có job hết. Cái này không phải quảng cáo nha. Không phải nói vậy rồi ngày mai ai lên công quả. Thật sự ra cái gì mình làm nó đều có cái công đức hết. Thì thường thường mình nhìn vô cái người đó mình nói trời ơi, tôi giờ đỡ lắm chị. Giờ lúc này mấy đứa nhỏ nó lớn, nó đi làm công ăn việc làm tốt lắm, mỗi tháng nó còn phụ tôi được, nó có hiếu thảo. Nếu mình nói theo thế gian á, đó là chị bây giờ chị được hưởng rồi đó. Những cái gì mà chị đầu tư cho con cháu chị bây giờ được hưởng, thì nói theo Phật giáo là gì? Công đức. Người mà bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, người mà tối chịu khó dùi mài kinh điển thì làm gì cũng có công đức của trí tuệ. Chịu khó học hỏi, mình biết mình dở thì mình học kỹ một chút. Không, mấy đứa mà nào mà nó dở đó, nó về nhà nó rỉ mỏ muốn chết. Còn đứa nào mà nó biết nó giỏi rồi làm ngay trong trường luôn, về chẳng thấy nó học bài, vậy mà nó điểm cao. Vì gì? Nó giỏi. Còn cái đứa nó dở nó tự nó biết. Thành thử quý vị biết không, có nhiều người mà ta lấy được cái bằng cấp, ta nói trời ơi đây là mồ hôi nước mắt của tôi đó, bao nhiêu năm trời tôi khổ lượm được tờ giấy. 4 năm 6 năm gì đó. Thì Pháp Hòa xin thưa là công đức là vậy, tức là cái quả mà chúng ta đã thành tựu được. Cho nên cái đó nó đòi hỏi ở cái chỗ tu tập. Công đức là vậy. Cho nên ở chùa mình để cái thùng phước xương. Để chúng nhớ chữ phước xương không? Xương là cái thùng. Xương là cái thùng. Người Bắc kêu là hòm. Người Bắc gọi là cái hòm. Hòm công đức. Có nhiều chùa ngoài Bắc ghi rõ luôn vậy nghe. Hòm công đức. Thì cái chữ hòm đó đó, nghĩa là nghĩa của chữ xương đó. Phước xương là cái thùng công đức. Có nhiều chùa ghi tiếng Việt luôn, thùng công đức. Có nhiều ghi hòm công đức. Nhưng ghi hòm, ghi thùng gì nghe. Mình nói, mình ghi chữ công đức có cái lỗ ngay đó ta biết. Thì bây giờ công đức là gì? Anh có khả năng nhiều, anh phát tâm, anh cúng vào đó, đều có công đức hết. Vì bừng từ cái tâm thành của anh. Cho nên cái người mà Phật tử đó, bây giờ mà mình đi chùa mình có được kết quả lợi lạc, bây giờ cái tâm, bây giờ mình muốn biết mình có công đức của tu tập không á, muốn biết mình có không á, thì khi nào mình đụng chuyện mình thử có cái phản ứng mình sao, cái mặt mình nó có rần rần lên không,
mắt mình nó có trận trắng trận tròng lên, mình nói chuyện không, nó biểu lộ công đức hết. Thật ra ở đây nè, thành tựu công đức của trí tuệ, người có trí tuệ, đây là công đức của họ đây. Một, thiện nam tử, người có trí cầu được 10 lực. Cái này mình học rồi nha. Nếu mà quý vị nào muốn biết thì về mở lại cái bài giảng trí lực của Như Lai. Cái này tiếng Hán gọi là thập lực. Thập lực là gì? Là 10 cái năng lực của một Đức Phật. Thí dụ mình nói năng lực thứ nhất là đạo lý. Mình nhìn biết sự vật này đạo lý như thế nào, đạo lý như thế nào mình biết. Đó là một cái năng lực thứ nhất. Cái năng lực thứ hai là biết được nghiệp báo. Cái người mà ta biết được nghiệp báo, ta nhìn gì ta biết, ta nói. Cái đây nói không có nghĩa là mình có thần thông mình thấy được, nhưng mà mình đã là người có hiểu biết là mình biết cái gì nó cũng có cái nhân cái quả của nó, chứ không có cái gì nó tự nhiên hết trơn. Trời ơi trời, tôi có chọc ghẹo gì nó đâu, tự nhiên lại nó kiếm chuyện với tôi à. Tại vì anh mới nhìn có một tuần lễ nên anh không chọc ghẹo nó, mà anh quên 3 năm trước anh chọc nó. Nó tìm cách nó quật anh hoài mà chưa có. Cho nên cái trí lực thứ hai là biết được tam thế nhân quả. Còn cái trí lực thứ nhất là nhìn mọi cái đạo lý, biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh. Phá hoài ví dụ vậy nè, mình thấy người ta cầm chuỗi ta niệm Phật. Cái người mà người ta thấy được cái đạo lý đó, đấy, lần chuỗi là một cái phương tiện mà, biết liền. Đây là phương tiện giúp cho mình định tâm nha. Đây là phương tiện giúp định tâm. Tâm mình chưa định, lấy sâu chuỗi ra lần. Nhưng mà mình biết rằng sâu chuỗi là phương tiện, chứ không phải là cứu cánh. Cứu cánh là gì? Cứu cánh là absolutely, là như vậy, là cái chỗ không có cần phải mượn phương tiện gì hết. Nhưng mà cuộc sống này cần có phương tiện. Quý vị thấy cái thầy đó mới vừa 4 năm trước, 5 năm trước còn là sa di. Đúng 5 năm rồi học hành rồi đàng hoàng rồi đi thọ giới về cái mình gọi bằng thầy. Thì mình biết rằng cái đạo lý là vì sao? Vì mình gọi thầy á, không phải là mình gọi chữ thầy đó không có nghĩa là mình hạ mình với ông đó. Mình tại sao mình lớn hơn đó mình kêu ông bằng thầy? Mà cái chữ thầy ở đây mình muốn gọi là để nhắc nhở cho cái vị đó đúng cái vị trí của thầy. Và hơn nữa khi tôi gọi như vậy là thầy biết nha, thầy đang ở một cái bậc mà người ta kính trọng, thì thầy phải giữ đúng cái nếp để cho thầy đúng xứng cái danh mà thầy được gọi. Cái đạo lý nó là vậy. Trên nguyên tắc á, kinh chỉ là một quyển sách thôi mà. Nếu mình nói cho cùng tận, nó là một cuốn sách chữ nghĩa đây nè. Nhưng mà tại sao mình để trên đầu mình kính trọng gì đây là quyển kinh? Cái đạo lý là người, cái gì mà nó chứa chữ nghĩa của các bậc thánh hiền dạy cho mình hướng thượng hướng thiện thì gọi là mình trọng. Trọng để làm gì? Vì có trọng thì mới có giữ, có giữ mới có cơ hội đọc rồi nghiên cứu rồi hiểu biết. Ôi ba cái sách vở này chữ nghĩa không, dục thùng rác, mai mốt cần kiếm không ra. Nhờ mình quý trọng mình giữ cho nên mai mốt cần có. Cho nên đạo lý là vậy. Cho nên cái năng lực của một cái bậc trí là người ta nhìn người ta biết. Tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực. Nghĩa là trí lực biết tất cả các cái tam muội. Tam muội là gì? Chánh định. Ví dụ như có một cái người đó, người ta quán vô thường. Người ta quán vô thường đến mức độ á, là tâm của người ta thấm nhập cái đạo lý vô thường, mà tất cả các pháp người ta nhìn xung quanh, người ta thấy không có gì mà đủ khả năng làm khổ người ta hết á.
người đó chứng được cái tam muội của, gọi là gì, như huyễn tam muội. Nghĩa là có được cái chánh định nhìn các pháp tạm bợ hết. Người ta không có bỏ nha, người ta không có phê bình, người ta không có dục nó, người ta không có quăng nó, người ta không có coi thường nó. Người ta vẫn dùng, vẫn quý nó hết á, nhưng mà người ta không dính gì hết trơn. Ví dụ bây giờ mình thấy cái bình hoa này mình thích quá chừng luôn, ai đi ngang quẹt nó bể một cái, mình nổi mặt không ấy gì nhưng mà cũng hơi bực. Vô ý vô tứ ẩu tả thế này thế kia, nhưng mà cái người mà ta thấy biết vậy đâu, ta không có phiền muộn gì hết đó, vô thường. Quý vị biết không, khóa tu cũng vậy, nhiều khi đang ngồi vậy nè, ở sao là một cái rốn chén bể trơn. Nếu mà Pháp Hòa xoay qua nữa đó, Pháp Hòa làm cho cái người làm bể ta ngại lắm. Pháp Hòa tỉnh bơ, Pháp Hòa ngó luôn, mình ngó qua người ta ngại lắm. Và Pháp Hòa còn đùa một câu để cho người ta nhẹ xuống liền: không sao không sao, hoa khai phú quý. Theo người Hoa đó, chén dĩa mà bể á là người ta nói một câu chúc lành lên. Nghe chén dĩa bể là nói một câu lành lên liền: hoa khai phú quý, tức là hoa nở là có sự phú quý. Nói một câu lành để làm chi? Pháp Hòa thì quan niệm là người ta đang làm lỗi rồi, ta biết rồi, ta hết hồn rồi, giờ mình xoay qua nữa mình làm cho người ta cảm giác khó chịu lắm. Cho nên Pháp Hòa không có ngó lại, rồi mình nói một câu để cho làm người ta nhẹ: hoa khai phú quý. Thì cái người có trí là người ta ứng xử. Mình không dám nói là mình, dĩ nhiên là mình, cái mình tu rồi cũng phải có trí chứ, không phải là đại trí thì cũng tiểu trí. Chứ nếu mà tu càng vô trí thì chết rồi. Học Phật nghe pháp thì phải mở mang cái trí mình lên. Thì ở đây Pháp Hòa đưa một cái ví dài, cái ví dụ vậy. Quý vị muốn biết 10 cái trí này là gì, về mở bài giảng khác lên nghe. Có một cái bài mà nói về cái này rồi, là trí lực của Như Lai, 10 cái năng lực trí tuệ của Đức Phật. Thì trong này nói người có trí cầu được 10 lực, có được 10 cái lực. Thứ hai là người đó có gì? Người đó có được cái tứ vô sở úy, tức là 4 điều không sợ hãi. Cái này Hòa cũng nói rồi. Thí dụ, một cái ví dụ, Đức Phật là người biết khổ và có phương pháp giải khổ, không sợ. Thôi bây giờ Pháp Hòa ví dụ về đi. Mình là người biết chữa bệnh, mình nghe người ta nói người ta bệnh vậy á, bình an lắm. Trời đây, trời ơi, tôi biết rồi, cái bệnh này tôi biết, tôi chữa được hết á. Tại sao? Tại vì mình biết bệnh và biết cách chữa bệnh. Đức Phật cũng thế, biết phiền não và cách đối trị phiền não, cho nên Ngài có cái đức không sợ. Không sợ phiền não vì mình biết. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng á, có một bác Phật tử nói: thầy ơi, tụi con tu muốn cầu vãng sanh tịnh độ, mà sao ở Ta Bà này phiền não quá, thầy chỉ cho con làm sao hết phiền não. Pháp Hòa nói: bác, tại sao bác muốn sanh tịnh độ bác biết không? Tại vì cõi đời này khổ, cõi đời này khổ, mình thấy cõi đời này khổ cho nên mình muốn cầu về cực lạc. Thành thử ra nhớ nha, khổ nhiều nào thì cái tâm phát nguyện vãng sanh mình mạnh chừng nãy. Còn nếu cõi đời này mà không khổ, sức mấy mà chịu tu. Thôi giờ đừng nói chi hết nha, cái mỏ mà mình thích nhất, mình tụng kinh cái tiếng nghe nó hay nhất, người ta xin nó dám cho không? Nhiều khi còn chưa dám cho. Mình nói một cái nhỏ mà dính mắt thôi, chứ đừng có nói. Cho nên á, đừng có sợ cõi đời này phiền não, vì chính phiền não chừng nào, khổ đau chừng nào thì nguyện mà mình cầu về cõi Phật thì lại càng lớn chừng nấy. Có nhiều người, có nhiều Phật tử khổ chồng, khổ con, khổ anh em, khổ gia đình, đủ thứ khổ hết. Cho nên người đó mới nói: bây giờ
con quyết chí là không có muốn, nghĩa là sợ lắm, sợ nhân quả, thì chỉ muốn làm sao ráng tu tập để khi bỏ, xả bỏ cõi ta bà này, đi về cái cảnh giới an lành của chư Phật. Pháp Hòa thì nghĩ khác, Pháp Hòa thì tu tập khác chút. Ngay cái cảnh khổ của mình chính là cái đối tượng cho mình chuyển hóa, thì chính chỗ đó là cái cõi đối tượng để mình tu, đối tượng tịnh độ. Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, khi người ta hỏi á, khi người ta hỏi quý vị á, tịnh độ của Phật Di Đà là Tây Phương Cực Lạc, tịnh độ của Phật Dược Sư là cái gì? Đông là cái gì? Đông Phương Thế Giới, phải không? Tịnh Lưu Ly Thế Giới. Vậy thì giờ tịnh độ của Phật Thích Ca là ở đâu? Ở đâu? Ta bà. Tại sao biết không? Đâu có đường nào khác, đâu nói khác hơn được. Ở ta bà rồi, giờ phải nhận cõi ta bà làm tịnh độ của mình chứ. Nếu mà Đức Phật Thích Ca nói không, cõi này không phải của tôi, cõi chỗ khác, ông ở đây, ông nói đi đâu? Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ mình gặp một cái bà xã, ông xã mà tối ngày làm khổ mình hoài, lãi nhãi hoài, trời, tịnh độ của tôi là đây. Bây giờ ông nói vậy ông đâu có vui nổi. Cho nên tất cả cái gì, chính cái chỗ đó là tịnh độ. Tại sao? Vì người có trí quán vậy đó, chẳng có sợ. Cho nên cái câu mà lấy bệnh khổ làm thuốc thần đó, có ai nhớ câu đó không? Ai nhớ câu đó nằm ở đâu? Mười điều tâm niệm. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Nhớ không? Thi ân đừng mong cầu báo, vì thi ân cầu báo là thi ân có mưu đồ. Thế nên Đức Như Lai lập ra lấy bệnh khổ làm thuốc thân, làm thuốc thần, lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du, coi thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả bỏ làm vinh hoa. Tại vì người ta vinh hoa là ta giàu có, còn mình giàu có là gì? Khi tâm mình buông xả được. Tâm mà mình buông xả được là người giàu có đệ nhất. Tại vì sao? Tại vì chính mình biết mình giàu có cho nên không có gì mình giữ. Không giữ bất cứ một cái của. Nói như vậy không có nghĩa là mình đem dục rác hết, không phải vậy. Nhưng mà lỡ nó có mất, nó thất thoát là mình biết. Ông bà người Việt Nam mình còn có một câu là một đời ta ba đời nó. Hôm rồi mấy thầy mới cần đi chợ, Pháp Hòa mới chở đi. Mấy thầy vô mua này mua kia mà đi hai ba chợ luôn. Kêu Pháp Hòa, nó không, Pháp Hòa không cần gì mua. Mấy thầy đi ra cửa nói ai mà đi chợ với ông thầy này, mấy tiệm nó dẹp hết. Đâu phải là mình không cần, không mua, mà tại vì mình không có cái nhu cầu mua gì nữa thì mua làm gì. Cái gì mình cần mình mới mua. Như vậy đó. Chứ không phải nhu cầu mình cần mua là kêu tham nha, không phải. Đó, như nãy thí dụ Pháp Hòa không cần gì hết mà thấy người ta mua ham vui mua theo đó, cái đó tham đó. Cái đó là ham nè, đẹp, ham rẻ gì mua mà không cần không mua. Còn các vị nào người ta cần, người ta có nhu cầu người ta mua. Mình cầu nhu cầu mà mua thì không gọi là tham. Cho nên mới 10 điều tâm niệm hay lắm. Quý vị không cần nhớ mấy câu trên, nhớ 10 câu gọn ở dưới cũng được. Lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy kẻ tệ bạc làm nơi giao du, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Đạo hạnh của mình có hay không là ngay chỗ oan ức. Mình đã thưa, mình đã nói rồi mà vẫn cứ khư khư gán cho mình một cái tội đó thì mình đâu cần như nó nữa. Đủ rồi, tôi làm việc bổn, tôi làm việc của tôi. Nghĩa là những gì tôi cần nói tôi đã nói rồi. Còn anh đã biết anh sai, nhưng mà tại anh cố tình anh bào chữa cho cái sai anh, thì cái đó không lẽ giờ tôi cứ ăn cơm rồi no rồi tôi cứ đi cãi với anh thôi. Rồi. Thì quý vị nên tìm cái câu đó học. Nó thường thường mấy cái 10 điều tâm niệm hay in phía sau cuốn sách lắm. Thường thường mấy cuốn kinh cuốn sách hay in phía sau 10 điều tâm niệm. Nhưng mà thường thường ta hay ghi một là 10 công đức in kinh ấn tống, hoặc là 10 điều tâm niệm. Hồi đó Pháp Hòa hay in cái bản đó để dưới lầu ép plastic đàng hoàng,
Quý vị nào thích thì đem tấm về nhà để học. Hay lắm, 10 điều tâm niệm. Thì ở trong này cũng vậy. Tại sao mình có được cái bốn vô sở úy? Là vì mình thấy được. Mình thấy được các cái chướng duyên của nó và các cái pháp nào. Bây giờ ví dụ nha, ngồi trong này á, anh bây giờ Pháp Hoàng á, anh Minh ơi, Pháp Hoàng muốn thay cái bóng đèn, đối với anh chuyện dễ ợt. Cái chuyện của anh mà. Anh nhìn cái anh biết bệnh gì liền. Giống như mình mà bị bệnh bị mà trật lân, gân trật xương gì, đưa ông thầy ông rờ rồi không biết mình bị gì. Thì nhà nghề nào có nghề đó. Pháp Hòa mà chỉ cần đi ngang nghe cái chú đó thỉnh mỏ là ông biết thỉnh trật nhịp. Tại nghề của mình mà. Nghề của mình mà. Mà con mắt Pháp Hòa mà ai mà bây giờ cả ngàn giới tử nha. Người nào mà lật đật mà đắp y mà không bảo trạng mà nhìn qua cũng biết. Đi ngang mà nói đi vô mặc áo tràng đi, tự nhiên mặc áo nhìn là ôi trời ơi, mặc bộ đồ ngắn quấn cái y lên. Có nhiều vị là tới giờ đắp y rồi đắp ngược, rồi cuối cùng biết làm sao cho nó rơi rớt một lông, chéo tấm y lên đại cho nó phủ người được rồi. Mình đi ngang mình nhìn mình biết liền, tại nghề của mình. Cho cái người mà biết được cái đó rồi không có gì khó hết. Cho nên người có trí, người ta thấy người ta không có. Thí dụ như giờ mình thấy vô thường nè, mình thấy nhân quả nè, mấy cái đó là cái giúp cho mình giải si mê hết. Cho nên trong tham sân si có cái thứ ba đó. Người muốn hết sân si là người muốn hết si mê làm gì? Quán nhân duyên trí tuệ, quán nhân quả, quán nhân duyên là hết mê lầm. Bây giờ duyên không đủ, có miễn cưỡng cũng đâu có được. Nhân nó chưa đủ thì có muốn có quả cũng đâu được. 10 lực, 4 vô sở úy, 3 niệm đại bi, thân miệng ý của mình. Thưa đại chúng, nhiều khi mình từ bi được cái miệng mà không từ bi được cái ý. Trong cái ý mình nó khác, cái miệng mình nó khác. Cho nên phải làm sao từ bi ở thân, ở khẩu, ở ý. Nhiều khi cái miệng mình không có ác, mà cái hành động mình nó nhìn nó dữ quá đi. Cho nên thiếu từ bi ở cái behave, cái action. Cho nên ở trong cái cảnh giới nhân quả đó, cái người nào mà dễ giận rồi hay la hét đó, rất là dễ giận, mà mỗi lần giận lên là la hét đó, là nó chiêu mà. Thì cái quả của cái người mà hay sống bằng cái tâm niệm đó, cái cách sống đó là gì? Atula. Còn nếu tệ nữa đó là gì? Là cái cảnh giới của quỷ dữ. Đó là tệ. Có nhiều người người ta hét, người ta nói bậy vậy đó, nhưng mà cái tâm người ta không làm, nói thôi, nói cái miệng thôi. Thì các vị này dễ sanh vô Atula. Còn nếu mà người nào mà hành động luôn với cái lời nói mình thì thấp hơn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Atula thì cái phước họ lớn hơn người mà họ thấp hơn trời. Đang vui vẻ vậy đó, một cái gì nhỏ thôi mình có thể nổi giận được. Đó, tự nhiên mình biến cái giây phút vui vẻ của mình giờ trở thành ra cái không vui vẻ. Thường gần Đức Phật và đệ tử Phật. Bây giờ mình không gần Phật được, gần đệ tử Phật. Nhưng mà quý vị biết không, phải là đệ tử Phật nha. Mà giờ đệ tử Phật cũng có nhiều dạng lắm. Ở trong kinh nói có 3 dạng đệ tử Phật, gọi là tam phẩm đệ tử. Quý vị nghe bài này chưa? Chưa phải không? Về kiếm bài đó nghe. Pháp Hòa giảng rồi. 3 phẩm đệ tử gọi là tam phẩm đệ tử. Thời đại không có Phật pháp, ưa theo bên ngoại đạo, xuất gia tu học, tuy ở trong tà đạo đâu thích cầu chánh tín. Có nhiều khi có nhiều vị người ta ở trong cái hoàn cảnh là người ta không gặp được chánh pháp. Ta lỡ ta rớt vô
Nhưng mà cuối cùng người ta tìm, trong đầu người ta luôn luôn tìm cầu. Thì cái chuyện này cũng 20 năm rồi, giờ không còn mới kể. Thì có một cái cô đó, cổ mới tâm sự, thì cổ nương mình, cổ tu học 20 năm trước. Thì có một hôm cô về Việt Nam á, khi mà cô thất bại chuyện gia đình, cô buồn quá, cô về Việt Nam. Thì bạn dụ, bạn nói bà đó, bởi vì gia đình bà đổ vỡ tại bà xấu quá, bà không có chịu chân diện, bà theo tôi. Bắt đầu dắt bà này vô, xăm chân mày, xăm môi, làm tùm lum tà la lên hết. Trời ơi, nhìn nó còn xấu dữ. Cô đã buồn, mình nghe lời bạn trong cái phút chốc vậy là cái mặt mình nó hư, cô đã rầu rồi, biết không? Trời ơi, về tới nhà bị bà già chửi te tua. Mày đi về đây, mày không thăm tao, mày học của ai được. Trời ơi, chửi ngày, chửi đêm, gặp đâu, chửi đó. Cô chán quá, nửa đêm cô lang thang trên một cái đường, tự nhiên thấy có cái chùa. Thôi, hay gì mình đi tu đi ha. Tự nhiên chui vô chùa đó. Có một đêm ông thầy cũng cạo đầu cho đi tu luôn. Đâu có biết cái đó là cái gì. Cuối cùng sáng ra mới biết cái đó chỉ là cái miễu thôi. Ông thầy quá trời vợ. Bây giờ ngoài kêu sư phụ còn dọc sư mẫu nữa. Quý vị thấy không? Quá vô đơn chí. Nhưng mà cái tâm của cổ đâu phải cầu cái đó. Cái tâm của cổ là hướng về chánh pháp. Cổ là một Phật tử, nhưng mà Phật tử Phật chứ còn nhiều, giống như tam phẩm đệ tử mà, hạ phẩm, thượng phẩm, trung phẩm. Mà Phật tử của mình, mà Phật tử của mình đó nghe, mà bình thường đi chùa lại Phật tụng kinh ngon lành vậy đó, mà hễ thử thời mà có tai nạn cái ta kêu cầu ông gì cũng cầu hết đó, đeo ông gì cũng đeo hết đó. Phật tử vậy chứ nhà nào cũng có tỳ hưu. Ví dụ vậy, tức là sao? Vì mình muốn cầu tiền, cầu tài, cầu tật bệnh, tiêu trừ gì, ai nói cái gì mình làm đấy. Thông cảm lắm, không có gì là phá hoài, nhẹ nhàng lắm, có bao thông cảm. Thì ở đây cũng là Phật tử nhưng mà hạ phẩm, tức là đi chùa vậy thôi, nghe pháp vậy thôi. Rồi khi nào mà buồn thì đi chùa là nhiều một chút, tụng kinh khá một chút vậy đó. Nhưng mà khi gặp những cái cảnh như vậy rồi, nhưng mà cuối cùng á, cái tâm trí của Phật tử nó vẫn còn đó. Khi mà cổ biết được cổ đi xuất gia nhầm chỗ rồi, thì cổ mới xin cái vị đó cho cổ rời chỗ đó. Cổ mới ra lại ngoài này, cổ đi tìm các thầy, cổ nương tựa, cổ tu học. Thì ở đây cũng như trường hợp này nè, thời không, thời đại không có Phật pháp, tu theo ngoại đạo, xuất gia theo ngoại đạo, nhưng mà cái tâm chánh tín vẫn có. Cho nên Pháp Hòa hay nguyện đó, nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật pháp, chánh tín phát tâm lành. Mình rơi vào đâu không biết, vì cái nghiệp của mình hay là cái nguyện của mình sao? Nhưng mà nguyện của mình chưa thâm, chưa sâu dày thì nhiều khi mình lọt cái chỗ đó, nhưng bị hoàn cảnh mình dễ có thể quên đi cái nguyện của mình. Như cái vị mà Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe là ngài Khuy Cơ đó. Nguyện trở lại đời này để độ sanh, nhưng mà phước quá đi cho nên rơi vào một cái gia đình tể tướng giàu có lắm. Nhưng mà hãy sống giàu có từ nhỏ tới lớn thì cái gì sanh? Tật bệnh nó sanh. Tật gì? Ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham sắc, đồ đủ thứ hết, cho quên tu mất tiêu. Trong kinh kể là có một cái bà đó, giàu lắm mà bà không có chịu bố thí, mà bà tiếc của dữ lắm. Mà ngày một kiền liên á, tới lấy cái ngón chân hất cái nhà bà lật ngược lên, quay vòng 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 vậy là bà sợ cái nhà bà sập. Bà nói tôn giả ngừng tay, tôi xin quy y, tôi xin tu. Rồi tôn giả ngừng tay, cái nhà bà lật ngược trở lại, cái bà đối với nó dạ từ từ. Vậy đó mà ngày một ngày La Hầu La độ được bà. Thở đây á, cái câu này nè: thời đại không có Phật pháp, ưa theo bên ngoại đạo, xuất gia tu học, tuy ở trong tà đạo
nhưng thích cầu chánh tính, thường tu từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm và đạo lý ngũ thông. Đạo lý ngũ thông là ngủ gì biết không? Ngủ ly bì, ngủ ngủ không ai cản trở kêu là ngũ thông. Mai mốt về nhớ nha. À, ngủ một lèo mà không điện thoại reo, không ai kêu vậy là kêu ngủ thông đó. Thưa đại chúng, mình thường là có lục thông. Ai nhớ lục thông không? Thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Thì cái vị này nè, chỉ thiếu có cái thông cuối thôi, đó là lậu tận thông. Còn năm cái thông kia có đủ: thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc, túc mạng. Tại sao mình chỉ có ngũ thông mà không có lục thông? Tại vì nếu mình đủ lục thông là mình thành Phật. Và cái mà cái tu, cái thông mà mình khó nhất là gì không? Dứt hết tất cả phiền não. Khó quá. Mình có thể thiên nhãn á, thôi kệ nó đi, cuối cùng giờ tôi nhìn nó bình thường, tôi không thấy quýt gì nó nữa hết. Chứ hồi xưa là dễ giàu, tôi gặp nó tôi thấy đó. Thì cái thần thông này bị mất, thiên nhãn thông cũng có. Và người có thiên nhãn là nhìn thấy biết mọi hoàn cảnh. Có một hôm á, có một Phật tử nói: trời ơi thầy, sao mà cái người như vậy mà thầy vẫn có thể nhẹ nhàng nói, chứ giờ làm sao? Pháp Hòa nói cái cách Pháp Hòa hay quán là gì nè. Thôi thí dụ bây giờ mình cái việc này nó mình có thể tiêu hóa được, tiêu dung được, sao mình không tiêu dung? Rồi mai mốt lỡ mình chết hay vị đó chết, có phải mình hối hận không? Mình chết thì mình mang cái cục tức. Còn người đó chết thì mình hối hận là mình sao? Trời ơi, phải tôi già chị chết sớm vậy, tôi nói chuyện với chị, tôi tốt với chị vậy đó. Nên Pháp Hòa hãy quán vô thường rồi thôi. Ai mà hàng sáng hàng bảy lên rồi, thôi kệ đi, nói gì nói. Nhiều khi mình suy nghĩ cách khác nữa nè, thôi kệ đó, người đó có sấm mà ít nhất cũng có mưa. Quý vị nhớ bốn hạng người Phật nói không? Có nhiều khi á, có sấm mà không có mưa. Có nhiều khi có mưa không có sấm. Có nhiều khi có sấm có mưa. Có nhiều khi không sấm không mưa. Thôi cái anh này anh nói mà anh làm. Nghĩa là ảnh sấm nhưng mà ảnh mưa. Còn đỡ hơn những người không sấm không mưa. Hoặc là có những người sấm rất là nhiều mà không có biến mưa đâu hết. Quán vậy đó. Cho quán vậy cho nên mình vô duy được hết. Vì mình thấy mỗi người mình lấy một chút. Mỗi người mình lấy một chút. Cho trong cái bài kinh mà năm phương pháp diệt trừ phiền giận đó. Có nhiều người lời nói không dễ thương mà hành động dễ thương. Thôi thương hành động. Xảy qua người này. Người này hành động không dễ thương mà lời nói dễ thương. Thương lời nói. Người kia hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương. Trong tâm còn chút dễ thương. Người kia hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút nào để thương hết. Thôi ráng thương nó đi, mình không thương, ai thương nó. Ngũ thông. Hồi xưa mình không có thể tới gần nó được. Bây giờ mình có thể tới gần nó. Cái thông đó là gì biết không? Thần túc thông. Thần túc là qua lại, không còn ngăn ngại. Có nhiều khi giận nhau nha, tặng đồ ăn không lấy à. Biết ngon mà không lấy. Giận quá. Nhưng mà hết giận rồi đó, đưa gì cũng lấy hết trơn á. Có nhiều khi á, miễn cưỡng lấy lắm. Kệ cứ lấy đi. Hồi đó Pháp Hòa nhớ ba cô Ngà tới nhà ông chơi, ông nói: người Việt Nam mình á, hay nói á, nó mời lơi tôi cũng ăn. Tôi thì tôi nghĩ khác, nó mời lơi tôi vẫn ăn, ăn bỏ ghét. Thường tâm bi hỷ xả và đạo lý ngũ thông. Cái lý ngũ thông là đại chúng nhớ là, thí dụ như mình nghĩ là thần túc thông là bai phải không? Nhưng mà cái lý ở đây là nói về cái gì? Qua lại với nhau không có ngăn ngại. Pháp Hòa hay ví dụ. Thí dụ như vậy mình nói: không,
tôi không thích tới gần người đó. Bây giờ mình quán vậy nè, mình với người đó gặp bao nhiêu, bao nhiêu một ngày, ví dụ vô hãng làm đi, gặp bao nhiêu ngày, một giờ. Rồi hơn nữa, rồi cuối cùng là mạnh ai nấy về nhà. Rồi mình vô đây là bây giờ cái người mình không tới người đó thì việc mình nó sẽ bị khựng lại, nó không xong. Thôi tới người đó để làm việc cho nó xong công việc thì giải quyết được hết. Thì ở đây cái lý là làm sao đi tới với người đó được. Tôi nó nói tôi không thích nghe. Có một Phật tử cũng biết quán chiếu tư duy. Ê, Phật tử kia mới khen, nói trời ơi, cô thầy có được cô, thầy có phước ghê. Cái Phật tử đó quán chiếu cũng tư duy thăm sâu kia. Đấy, cô biết phước là hay là quả của thầy. Cái vị đó kể là còn nghe con khen cô đó. Cô đó có được thầy, thầy có được cô đó giúp, thiệt là phước của thầy. Cô mới nói cô không biết cô là phước của thầy hay quả của thầy. Pháp Hòa nói không sao, cô đang cổ nói như vậy là cổ có quán chiếu rồi, thỉnh thoảng cổ có thấy được cái sai của cổ, cổ mới nói vậy chứ. Chứ nếu cổ khư khư cổ nghĩ cậu là số một, cô nói trời ơi còn phải nói, ông với tôi 10 kiếp mới được gặp được tôi. Còn mình nói được câu kia là mình có tư duy, thỉnh thoảng mình thấy được cái lỗi mình đó, mình mới nói được một câu nói là không biết là phước hay quả. Thành thử ra mình phải tập. Cuộc sống của chúng ta là mình muốn an lạc, không có giải thoát, phải vận dụng cái trí tuệ quán chiếu từng câu nói. Không phải quán chiếu để giận nha, quán chiếu để mình ôm ấp, mình thấy được cái hay của họ. Lẽ ra họ tự cao tự đắc không, mà giờ nói được câu đó là họ có tu rồi đó. Họ có tư duy, đôi lúc họ cũng thấy họ chứng á. Đôi khi họ thấy họ dở đó, họ làm phiền đó, nhưng mà thầy không nói gì hết. Giống như con chú, không biết quý vị có nhớ Trung Hiếu, Trung Nghĩa không? Quý vị nhớ Trung Nghĩa không? Đi rồi bắt đầu mới con ngựa gọi về. Khi mà tụi con sống với thầy, tụi con không có thấy gì đặc biệt. Bây giờ con ra ngoài rồi con mới thấy, lúc con sống với thầy là tụi con không, thầy cho tụi con tất cả. Bây giờ hồi đó tụi con cần đối với chạy lên phòng thầy có, cần cái quần nhỏ cũng có, bất cứ cái gì cần là thầy đều cho. Bây giờ muốn cái gì phải đi kiếm tiền mua lại. Nó có tư duy rồi đó. Nhưng mà quý vị thấy nếu cái đứa mà nó không có suy nghĩ, có nhiều lúc đó, nó lì vậy đó nha. Mà nó thấy mình nằm không có cái gối, nó là nó lấy cái gối nó đưa. Nó thấy mình nằm có co, nó sợ mình lạnh, nó lấy cái mền nó đắp. Trong cái tư thế mình nằm, mình thiêu thiêu, mình ngủ, mình cảm nhận được, mình nhìn có đứa nào thì mình biết rằng trong tâm cái đứa đó nó còn một chút dễ thương. Mặc dù bình thường nó trời ơi vậy đó, nhưng mà có đôi lúc nó hết trời ơi rồi thì nó hết trời nó còn ơi. Mình kêu là nó ơi. Ngủ thông, đạo lý ngủ thông, được ngủ thông rồi quán tưởng bất tịnh và vô thường, có thể nói pháp hữu vi rất nhiều tội lỗi. Quán bất tịnh vô thường, quán bất tịnh vô thường, có thể nói pháp hữu vi. Quý vị nhớ pháp hữu vi là pháp gì không? Bây giờ nè, pháp hữu vi đối lại với pháp gì? Vô vi. Vô vi là gì? Pháp gì mà có sự kết hợp của mình là hữu vi hết. Pháp Hòa ví dụ, cái bàn này là một pháp hữu vi. Tại sao? Tại vì mình có tác động vô đây nè. Mình có đóng, nhưng mình lấy cái cây mình đóng vô đây. Nhưng mà hễ cái gì mà có mình dính vào để mình tạo nó thành thì nó là tạm bợ. Chữ vi là mình làm, mình có cái việc mình làm trong đó. Hư không là hữu vi hay vô vi? Vô vi. Đây làm gì đó? Không khí. Còn tất cả mọi cái gì mà chúng ta có cái tác động của mình vô đó, cái ý kiến của mình vô đó là hữu vi hết. Con người mình là hữu vi, cái nhà là hữu vi. Vậy thì bây giờ á, cái gì mà nó có tướng, nói tạm tạm vậy nha, cái gì mà nó có hình có tướng là pháp hữu vi hết.
Tại vì cái hình tướng là do mình tạo ra. Bây giờ quý vị, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, cái tòa nhà ở World Trade của New York kiên cố như vậy, hay thậm chí là nữ thần tự do ta xây kiên cố như vậy, nhưng mà thưa đại chúng, nó là pháp hữu vi hay vô vi? Hữu vi thôi. Mình nói kiên cố là với cái sức của mình không lung lay được nó, với những cái vật khác không lung lay. Nhưng mà thí dụ bây giờ một cơn gọi là sóng thần hay là những cái thiên tai gì như là động đất đi, nó nứt đất ra đi, sập hết. Cho nên cỡ nào cỡ, như hễ có hình có tướng đều là hữu vi hết. Mà cái gì mà nó tạm bợ như vậy đó thì với cái nhìn của đạo Phật là bất tịnh. Đại chúng nhớ bất tịnh có hai loại nha. Một nghĩa là dơ, ví dụ như thân mình là bất tịnh, dơ mà mình không tắm một ngày thôi là bắt đầu hơi hơi bất tịnh, hai ngày thôi là hơi 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 bất tịnh, chừng tuần lễ không tắm là khủng bố bất tịnh. Thì cái thân này dơ, cái gì mà dơ cũng là bất tịnh. Nhưng có một cái nghĩa sâu nữa là cái gì mà không thường còn phải tan biến cũng là bất tịnh. Cái bất tịnh có hai cách nhìn đó. Ví dụ Pháp Hòa nói hư không tịnh hay bất tịnh? Bất tịnh. Mình hít thở mình nói, nhưng mà so ra cái không khí trong một căn nhà và không khí ngoài sân, không khí ngoài sân nó khá hơn. Nhưng mà thủy chung không khí ngoài nó vẫn bất tịnh, vì nó vẫn có những chất ô nhiễm khác. Cho nên mình học Phật á, mấy cái chữ đó mình phải nắm cho rõ. Khi nói bất tịnh, thí dụ như người ta nói cái hoa giả là bất tịnh, ông nói gì vậy, cái hoa giả nó có mùi lai gì đâu bất tịnh. Vậy thì bất tịnh ở chỗ này muốn nói là gì? Là vô thường, là tạm bợ. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ quý vị nấu một cái chén cháo thiệt thơm thiệt ngon, rồi mình để quên ở ngoài bàn trong một cái ngày nóng, chiều lại thì chén cháo đó thơm hay là không thơm? Bắt đầu có mùi phải không? Bất tịnh. Như vậy mà chúng sanh mình á, là đợi khi nào nó bốc mùi á thì mới kêu là bất tịnh. Chứ còn cái nhìn của Bồ Tát, của người có thiên nhãn, của nhìn có huệ nhãn, tuệ nhãn, thì chén cháo thơm này nó vẫn ẩn cái bất tịnh trong đó. Bây giờ cháo thơm phải không? Đưa vô miệng nhai xong nhả ra là bất tịnh liền. Còn cái chuyện mà mình ăn vô trong bụng rồi mình nôn ra nữa là càng bất tịnh dữ nữa. Mà nếu mà nó tiêu hóa tốt nữa là ra chiều, mai chiều nó còn bất tịnh dữ nữa. Thành thử ra mình phải thấy. Chờ trong này nói á, người có trí tuệ, cái đây là cái công đức của người có trí tuệ, là quán tưởng bất tịnh và vô thường, có thể nói pháp hữu vi rất nhiều tội lỗi. Một cái pháp nào mình tạo lên á, nhiều khi mình không thấy chứ trong đó có lỗi, thậm chí còn có tội nữa. Pháp Hòa ví dụ, mình nói tôi muốn làm một cái tượng Phật bằng nguyên một cái khối cây. Nghe cái đầu chữ đầu làm tượng Phật là quá thanh tịnh, quá tốt rồi phải không? Nhưng mà trong đó có tội không? Có chứ. Cây người ta đang một cây cổ thụ mình chặt xuống mình làm tượng mà. Mặc dù là mình làm tượng Phật, nhưng ở đây mình nói với cái trí mà nhìn đó, có thể nói được tất cả pháp hữu vi rất nhiều lỗi. Trên đường mình lái xe ra Tây Thiên làm công quả, có lỗi không? Lỗi thôi chứ tội không có. Tại đâu có cố ý giết con nào đâu. Nhưng mà cái con thiêu thân đó, nó lao vào cái đèn. Thứ nhất, đó là nghiệp của nó. Quý vị nhớ trong cái văn Thủy Sám không? Như con thiêu thân lao vào lửa dữ, thấy chỗ nào ánh sáng là lao vào, mà không ngờ nó lao vào cái đống lửa. Thì trong kinh nói chúng sanh mình cũng không có khác đâu.
thấy cái lợi đó là lao vào. Nhưng mình đâu có biết, mình đâu có biết là mình là kiếp sống của một con thiêu thân. Có cái anh chàng đó đó, khi mà anh tỉnh ngộ rồi anh đem bạc ngàn tới anh cho một cái người nghèo, người nghèo không dám lấy. Thì cái người nghèo anh mới nói câu này nè: anh lấy đi, cái tiền mà tôi tặng anh một ngày đi học ở đây á, một năm mà anh đi học đóng tiền này nè, đóng tiền này một năm đây nè, chỉ bằng một đêm mà tôi đã từng lao mình đổ tiền vô lao vào những cái cơn, những cái bữa nhậu nhẹt chè chén. Một đêm của tôi xài bao nhiêu tiền? Một năm này của anh à, một năm tiền học của anh á, bằng cái số tiền này, chỉ bằng một đêm tôi lao vào trong những cái bữa chè chén. Cho cái người trí mình nói được cái pháp, rất nhiều tội lỗi của các cái pháp hữu vi. Nhưng mà mình so ra trong cuộc đời này không có cái gì tuyệt đối hết á, tương đối thôi, tương đối thôi. Ví dụ như giờ Pháp Hòa nói, ví dụ giờ mình ngồi mình kiểm là ông chồng mình có tuyệt đối tốt không. Nếu mà ông tuyệt đối, mà mình tìm cái ông chồng tuyệt đối mà tốt không, ông này mình ly dị 8 đời rồi, thôi ổng cũng tương đối, ổng xấu điểm này cũng có cái điểm kia. Nói chung là mình phải chấp nhận mọi cái khía cạnh, rồi mình thấy cái nào mình chấp nhận được, mình quán chuyển được, cho nên mới có sống đời ở kiếp với nhau chứ. Nếu mà mình đi tìm một con người mà hoàn hảo tuyệt đối là không bao giờ mình có được một người nào. Thậm chí mình nhớ là Pháp Hòa hay nói cái chuyện đi tìm minh sư nha. Đi tìm minh sư nói phải thầy nào thiệt tuyệt vời đó, không phải đâu. Thôi thì minh sư từng khía cạnh, thí dụ như thầy này có được cái đạo hạnh này, là tôi thấy là minh sư ở mức độ đó, tôi nương cái gì đó, rồi tôi nương vị này. Cho nên cuộc đời mình nếu mà mình chịu khó đó, mình cũng tìm ra được nhiều minh sư lắm chứ không phải không đâu. Tại vì mỗi một vị thầy có một cái khả năng, thì chính cái khả năng vượt bực đó chính là minh sư của mình. Chứ còn mình đi tìm một ông thầy mà hoàn hảo từ A tới Z không có đâu, không bao giờ có chuyện đó. Ông thầy nào mà ông chuyên về toán á, thì ông phải chuyên về cái đó thôi chứ. Ông biết anh văn nhưng mà ông không có phải chuyên. Ông biết sử địa nhưng mà không có chuyên. Hỏi ông sử địa ông phải dở sổ là ông coi lại. Còn mình đi gặp ngay ông thầy sử địa mà ông giỏi cái môn đó rồi, nói đâu là ông nói đó. Vì được lời nói chơn chánh nên dạy các chúng sanh khiến học thinh luận, khiến chúng sanh xa lìa tật bệnh về thân tâm. Tức là mình được cái lời dạy chân chánh rồi, cho nên khiến cho chúng sanh, mình hướng dẫn cho chúng sanh. Thinh luận là gì? Học thinh luận nghĩa là học do nghe đó. Quý vị hàng tuần quý vị chùa quý vị nghe đó, chứng quả thanh văn. Thanh là âm thanh, văn là nghe. Nhờ nghe âm thanh mà hiểu mở bài ra. Hồi nãy Pháp Hòa nhận được một cái mail của hai mẹ con đạo Chúa. Mặc dù gia đình con là đạo Chúa, nhưng mà mấy năm nay nhờ nghe pháp và những lời pháp rất là thiết thực, và con của con cải hóa rất là nhiều. Con muốn viết cái thơ này để cảm ơn thầy, cảm ơn giáo pháp. Bữa nay con của con nó biết nhìn kỹ, nó biết tư duy, nó biết cải đổi những cái tâm tánh, biết nhìn sâu sự việc hơn, biết thông cảm người khác hơn. Không nghe lấy gì hiểu. Mình chưa chứng A-la-hớn, dứt phiền não, nhưng mà ít nhất chứng được cái quả do nghe pháp mà hiểu đạo tu. Ở ngoài Bắc á, mỗi lần mà ăn cơm ở buổi sáng ta đọc cái bài này: niệm đệ tử chúng đẳng, bất canh nhi thực, bất chức như y, quyết dục hình su, toàn mong tính thí. Chúng con nghĩ rằng đệ tử chúng con bất canh nhi thực, không canh tác mà lại có ăn. Bất canh nhi thực, bất chức như y, không thiêu không dệt mà lại có vải mặc. Huyết là máu, nhục là cái thân xác thịt này, huyết nhục hình xu,
hình hài thể chất này, máu huyết này, thịt xương thịt này đều là của đàn na tinh thi. Thấy không? Chỉ có bốn câu nói thôi. Mà nếu như mà mình nghe câu đó xong, mở tâm ra, mở lòng ra và biết thương những gì mà người khác làm cho mình, không có họ mình chết giấc á. Cho nên ai tới phụ với mình được là đó là công đức của mình. Mình không dễ thương ai tới. Trời ơi sao cô làm này nhiều người tới phụ dạ. Nếu mà nói hơi chảnh chút qua dạ công đức của tôi. Nghĩa là do kết quả tôi dễ thương chứ gì đâu. Tôi phải dễ thương, tôi phải như thế nào tôi mới tới được chứ. Niệm đệ tử chúng đẳng bất canh nhi thực bất chức như y, huyết dục hình su toàn mong tính thí. Chờ sáng nào mà thiệt sự thưa đại chúng, từ hồi Pháp Hòa là Sa Di và thuộc cái câu đó rồi nha, không có bữa ăn nào mà trong đầu không khởi câu đó. Bữa ăn nào tự nhiên mình đọc xong rồi thì những cái câu đó nó cũng đi ra trong đầu mình, nó thành một cái thói quen rồi. Nhìn quán thấy quá trời ơn ở trong đó. Vì lời nói chơn chánh nên dạy các chúng sanh khiến học thinh luận, khiến chúng sanh xa lìa tật bệnh của thân tâm. Con người mình là không bệnh tâm là bệnh thân à. Cho nên mấy bà mẹ phone Pháp Hòa, trời ơi sao con của con nó dày kia đó. Pháp Hòa nói cô à, bây giờ Pháp Hòa ví dụ hen, bây giờ con mình nó không dày nè, bây giờ nó tật nguyền nó nằm chỗ cô nuôi không? Thì nó không bệnh này nó cũng bệnh kia. Thôi thì mình nghĩ mình đó, mình gặp nhau đều là có cái phước nghiệp với nhau hết. Mai Pháp Hòa nói con nó tới với mình có bốn loại. Mai mới nói, còn chừng nào có ngày mai ai không biết. Nhưng mà ở đây mình muốn nói thí dụ đi, mình đến với nhau nè quý vị thấy không, đời này mình gặp nhau, mình đến với nhau trong mấy chục năm không bà con quen thuộc gì hết, mà thương nhau, mà quý nhau, mà cùng làm việc Phật sự với nhau, nhịp nhàng với nhau trong 30 năm, đâu phải là chuyện bình thường. Nhân duyên lành lớn lắm. Cho nên mình phải tâm niệm câu nghe, nguyện sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Cái câu đó là tổ Quy Sơn dạy mình trong Quy Sơn Cảnh Sách đó. Ngài nguyện với mình á, ngài nguyện là sanh sanh thế thế là đời đời nào mình sanh ra, đời nào kiếp nào mình sanh ra, bất cứ đời nào kiếp nào mình sanh ra đều làm bà con quyến thuộc với nhau, đồng vi pháp lữ là những người bạn pháp với nhau. Còn nếu mà người kia mình ta thương nhau quá, ta nguyện làm gì? Bạn đời. Bây giờ hết rồi, kết làm bạn pháp. Bạn pháp vậy đó, sống lâu hơn, ít gây hơn. Mà nhiều nếu có gây chai, không có gây mặn. Còn mình làm người đời với nhau, kết làm vợ chồng gây mặn không? Phật tử với nhau, giận nhau lắm là gì? Du với mi thôi phải không? Chứ đâu có kêu con quỷ. Thằng quỷ phải câu nghe nó ghê quá. Còn nếu mà mắng chơi với nhau thôi, mắng yêu đó, khác à. Mấy đứa đệ tử trẻ trẻ mà hè mà nó qua đây đó, nó hay vô nó kêu sư phụ đó, Pháp Hòa nó yêu tinh phương nào. Thôi thì hôm nay mình học tới đây thôi ha, bữa sau mình học tiếp. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể.